Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Người khách lạ của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Căn biệt thự đồ sộ chiếm một diện tích mênh mông cuối con đường Hàm Nghi phía đông thị xã là tư thất của đồng chí Vũ Duy Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, mới rầm rộ an tân ra cách đây gần 4 tháng. Chưa cần vào bên trong để xem cách trang trí nội thất như thế nào, mà chỉ mới quan sát đối thiết kế ngoại vi quanh nhà, người ta đã biết ngay chủ nhân là người rất chú trọng đến phong thủy. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Những năm gần đây, phong thủy đã trở thành một cái mốt thời thượng. Đến nỗi tất cả các nhà hàng, các khách sạn và thậm chí sòng bài, chủ nhân đều bài trí theo phong thủy để chiều theo thị hiếu của khách. Dĩ nhiên có người chỉ coi đó là một nét văn hóa Á Đông hoặc một kiểu trang trí lạ mắt nhưng cũng có người tin phong thủy mãnh liệt như một niềm tin tôn giáo. Chủ tịch nhất nằm trong nhóm những người này, luôn luôn bám sát phong thủy và hết lời ca ngợi sự kỳ diệu của môn lý học huyền bí này. Hôm liên hoan mừng nhà mới, có đồng chí thứ trưởng là bạn học cũ của ông từ Hà Nội về dự, tò mò tham quan hết lượt từ trong ra ngoài, luôn miệng trầm trồ khen ngợi, rồi dừng lại ở mảnh vườn bên hông nhà, gật gù bảo hoành tráng cực kỳ, vị trí rất đẹp. Chỉ ở tỉnh mới có chứ về Hà Nội thì tất đất tất vàng lấy đâu ra. Chủ tịch nhất đang khoan khoái lắng nghe thì ông bạn thứ trưởng chỉ mảnh vườn nước chảy róc rách và thêm. Lại cái trò phong thủy chứ gì, nhìn thoáng là biết ngay. Chỉ béo mấy đứa xưng là thầy phong thủy, nói nhăng nói cuội ăn tiền, tớ chả có dạ. Chủ tịch nhất cười ngượng nghịu đưa cốc rượu lên uống một hớp nhỏ Bà Nhất đứng bên cạnh, vội đỡ lời chồng. Tôi cũng bảo như thế, nhưng mà ông nhà tôi thì cứ cãi không à. Là có kiên thì có lành, trả tốn bao nhiêu mà mình an lòng. Nói câu ấy, bà Nhất nhớ lại chuyện một bà bạn có cửa hàng bán mỹ phẩm lớn nhất thị xã, làm ăn rất phát đạt ngay từ buổi khai trương. Một hôm có người giới thiệu thầy Phong Thủy ghé thăm. Thầy nhìn thoáng qua rồi đề nghị để thầy trang trí lại nội thất tiền công thầy tính giá đặc biệt là 5 triệu đồng. Bà chủ tiệm lắc đầu lia lịa xua tay từ chối. Không không, không phải là chuyện tiền bạc. Nhưng mà tôi không có muốn thay đổi gì cả. Từ ngày mở cái hiệu này ra đến bây giờ, 3 năm rồi. Nhờ rồi, buồn may bán đắt lắm. Sửa chữa làm cái gì, không khéo ở lợn lành, ở hóa lợn què đó. Thôi thôi, cảm ơn ông. Thầy Phong Thủy nghiêm mặt hỏi, thế bà tuổi gì? Đáng lẽ không nên trả lời mới phải nhưng chủ nhà lại buột miệng đáp. Tôi tuổi dậu, kỷ dậu. Thầy lầm nhầm bấm đốt ngón tay rồi trịnh trọng nói. Kỷ dậu tức là sinh năm 1969. Tùy bà, mấy năm nay bà làm ăn khá, nhưng bà không nghe lời tôi. Thì hai năm nữa bà sẽ biết, bà sẽ thấy hậu quả. Hai năm nữa thôi, tôi sợ là trắng tay thế bà. Bà bạn đưa thầy phong thủy tới cũng chen vào. Ôi giời ơi, thầy nói chưa sai bao giờ mình không có thấy được tương lai Nhưng mà thầy thì thầy thấy rõ lắm Vận đen nó đến, có ai mà lường trước được đâu Chủ nhà bắt đầu hoang mang thì thầy lại thêm Tôi không nỡ nhìn cái cảnh ấy Cho nên tôi mới ra tay giúp bà Chứ khách của tôi tôi nói thật đẩy ra không hết Vài triệu bạc thì có thấm vào đâu so với cái thu nhập của tôi Bà xem lại đi Chủ nhà đâm chưa một lúc Lại thêm cô con gái 20 tuổi đứng bên cạnh ngước nhìn mẹ khẩn khoản nói nhỏ Mẹ ơi Tiếc gì 5 triệu đâu mẹ Nhờ thầy đi mẹ Bà đành gật đầu Vì bà cũng đang nghĩ giống của con gái Cửa hàng của mình đang làm ăn phát đạt Mà lão bảo hai năm nữa có thể trắng tay Chả biết lão nói đúng hay không Nhưng thả thí cô hồn cho lão 5 triệu Để mua lấy sự bình an trong lòng Cái lối coi phong thủy bằng cách hăm dọa như thế đã mang lại lợi nhuận rất lớn cho ông thầy mặt dày, vì ai cũng sẽ nghĩ như bà thả quăng ra ít tiền. Còn hơn cứ ngay ngáy lò âu sợ cái tương lai đèn tối nó ập đến như thầy tiên đoán. Mà thầy bạo mồm thật. Thậm chí còn dám bảo người ta là nếu không để thầy xoay lại nội thất thì sang năm trong nhà sẽ có người bị mù. Rồi từ từ cả nhà sẽ mù hết. Thầy nói thế thì ai còn dám từ chối. Câu chuyện thầy phong thủy đòi trang trí lại nội thất của cửa hàng mỹ phẩm xảy ra đã hai năm. Mỗi lần vợ chủ tịch nhất ghé thăm, bà chủ đều nhắc lại và phân vân nói. Thì hai năm nay, nhờ rời, cửa hàng của em lúc nào cũng đông khách. Thế đấy, bà cũng thấy đấy. Các công ty mỹ phẩm, các đại lý, người ta tin tưởng nên người ta giao hàng trước, sáu tháng sau người ta mới tính tiền. Đâm ra là em cứ phân vân, em tự hỏi là giả như mà không có cái ông thầy phong thủy nhúng tay vào cái cửa hàng của em á, thì không biết là cái tình hình buôn bán có được khả quan như thế này hay không Thành ra cho đến bây giờ Em cũng chả hiểu là Mình tốn cho lão 5 triệu Là xứng đáng hay là phí phạm Hay là bị lão lừa Bà Nhất cứng rắn đáp ngay Tôi thì tôi biết ngay là bà bị lão lừa Lão dọa ạ để bà sợ Phải cống tiền cho lão Hàng bà bán chạy là vì chất lượng tốt Hợp với sở thích của khách hàng Và lại cái lúc này kinh tế là thịnh vượng Chứ không có dính dáng gì đâu với phong thủy Bà bạn chép miệng thở dài Thú thật là em chả biết như thế nào Tức lão thì em vẫn tức Nhưng mà có lắm lúc thì em tự nhủ Giá như mà không có lão á. Biết đâu chừng em xuống dốc hay lại lại trắng tay rồi Rồi nhờ lão mà chả có việc gì xảy ra Bà Nhất đã không tin phong thủy Từ ngày nghe người bạn kể chuyện này Lại càng mất hết cảm tình với các thầy phong thủy Nhưng ông Nhất thì trái ừ. lại niềm tin của ông sắt đá lắm không ai lay chuyển nổi ông mua đất xây nhà mới thiết kế trong ngoài đều bám sát theo lời chỉ dẫn của các thầy phong thủy không phải ông cầu cho công danh sự nghiệp thăng tiến thăng làm gì nữa khi ông đã là ủy viên trung ương đảng đang nắm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nghĩa là làm vua một cõi với tất cả mọi quyền hành và lợi nhuận ông đâu có thích về trung ương không mê làm bộ trưởng hay thứ trưởng Thậm chí ngay cả cái chân ủy viên bộ chính trị ông cũng không ham Bởi tiếng thì lớn mà quyền hành chẳng có bao nhiêu trừ chức vụ thủ tướng Tình hình ngày nay thay đổi lắm rồi Không còn như thời chiến hoặc những năm đầu của thời hậu chiến Lúc phe bảo thủ còn quá mạnh Ông là thành phần trẻ ngoi lên sau chiến tranh Khi thế giới đã bước sang thời đại Internet Khi mà dép dâu nón cối đã vào hẳn trong dĩ vãng Để thay bằng Mercedes và điện thoại iPhone đắt tiền đảng viên trung ương bây giờ dám ngang nhiên có vợ bé có đào trẻ đạo đức cách mạng chỉ còn là dư âm của thời nghèo đói mà thôi ông cứ nhắc mãi với vợ ông là làm nhà theo phong thủy không phải để vươn lên mà chủ yếu chỉ để giữ lại để bảo vệ những gì ông đang có thế thôi dù không tin bà vợ cũng gật đầu nhất trí bởi bước đường công danh của chồng bà mấy năm nay toàn gặp may mắn bất ngờ có lúc ngồi uống rượu với bạn bè ông khề khà bảo những người như cánh trung mình lớn lên sau chiến tranh tức là đã may mắn lắm rồi ý thức rõ ràng như vậy cho nên ông cần phải bám lấy bất cứ cách nào để duy trì cái may mắn ấy và một trong những cách ông tin rằng hữu hiệu là phải theo sát mọi lời chỉ dẫn của thầy phong thủy trước hết ông xây căn nhà đồ sộ dựa lưng vào sông dòng sông nhỏ vốn ngày xưa chỉ là con kênh đào dẫn nước thủy lợi lâu dần biến thành con sông nước trong xanh đưa làn gió thoáng mát quanh năm vào nhà ông ông giải thích đơn giản cho bà vợ hiểu rõ tâm ý của ông ông nói phong tức là gió thủy là nước làm nhà đã chủ yếu cần ở nơi cao giáo có gió và phải có nước càng nhiều nước thì càng tốt vì ông bà mình vẫn có câu là tiền vào như nước cơ mà bởi vậy tôi dứt khoát lấy cho bằng được mảnh đất này cả thị xã đó, chả có cái chỗ nào thoáng bằng cái chỗ này. Bà vợ dè dặt góp ý. Thôi thì ông muốn làm gì ông làm. Tôi không biết. Nhưng mà đừng có phô trương quá. Cánh nhà báo bây giờ nó soi mói lắm đấy. Chủ tịch nhất hừ một tiếng rồi gằn giọng Tôi là tôi chúa ghét cái đám nhà báo. Nhưng bà cứ yên trí. Bố bảo chúng nó cũng chả dám động vào tôi. Đứa nào ngo ngoe tôi cho công an cùm tuốt. Tống vào tổ. Rồi ông lái xe chậm chậm chạy qua chạy lại mấy vòng trên khu đất ông sắp xây nhà, vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Ngày trước trên mảnh đất này là nhà máy dệt và xưởng nhuộm vải có cái tên rất hấp dẫn là Chiến Thắng. Vì không huy động được thêm vốn đầu tư, ban giám đốc cứ để cho nhà máy càng ngày càng xuống cấp, non sơ xác hoang tàn. Công nhân thì làm việc lấy lệ, đủ một ngày 8 tiếng để lĩnh đồng lương ít ỏi. Chẳng còn ai tha thiết, nhưng vì thời buổi việc làm khan hiếm, nên cứ đành phải bám trụ thủa xưa trong thời bao cấp nhà nước đưa ra cái gì nhân dân phải nhận cái ấy không có sự lựa chọn nào khác ngày nay theo cơ chế thị trường hàng nội không đủ chất lượng để cạnh tranh với hàng ngoại như những sấp vải do xưởng dệt chiến thắng sản xuất ra cứ ùn đóng lại không ai tiêu thụ đã thế bao nhiêu thuốc nhuộm phế thải cùng các hóa chất dư thừa Công nhân đều thản nhiên đổ bừa xuống sông, chẳng có một chút ý niệm gì về ô nhiễm. Báo chí và dân chúng quanh vùng liên tục than phiền, bởi rất nhiều căn hộ dọc theo bờ sông ngày ngày vẫn phải múc nước tắm rửa hoặc thậm chí nấu ăn. Đơn khiếu nại gửi khá nhiều lên văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch nhất phân vân chưa có phương hướng giải quyết thì tình cờ một hôm có nhà ngoại cảm lái ô tô từ Hải Phòng về thị xã của ông trên đường đi tìm Hải Cốt đó là Hoàng Nga, một phụ nữ tuổi mới ngoài 30, theo bước chân bà Phan Thị Bích Hằng, nhưng tiến xa hơn một cấp. Là chẳng những Hoàng Nga có khả năng tìm hải cốt, mà còn cung cấp luôn dịch vụ gọi hồn, để thân nhân còn sống, có thể nói chuyện với người quá cố qua trung gian nhà ngoại cảm. Từ vài năm nay khi nhà nước có chính sách bồi thường liệt sĩ bằng tiền mặt, cho bất cứ gia đình nào tìm được hài cốt của bộ đội hoặc cán bộ bị chết hay mất tích qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ thì hàng loạt các nhà ngoại cảm bỗng dưng nối đuôi nhau xuất hiện, không biết họ từ đâu ra hoặc học ở trường nào nhưng chắc chắn họ là những người có óc sáng tạo, biết nắm bắt thời cơ, bởi ngày này sẽ không kéo dài được lâu, cần phải lanh tay lẹ mắt và lạ hơn nữa là có những nhà ngoại cảm đã từng bị bắt đi tù về tội lường gạt mà khi được thả vẫn có người mướn đi tìm thân nhân như thường. Thế là từng đống hài cốt được khuân đến nộp cho ủy ban để lãnh tiền theo chính sách. Trong đó dĩ nhiên có cả xương trâu xương bò và nhiều loại xương động vật khác. Không sao, vì chính ủy ban kiểm tra sẵn sàng thông đồng để ăn chia, hân hoan ký giấy xác nhận toàn là xương người, xương đồng đội bị bỏ lại trên chiến trường hoặc được vùi nông dưới ba tấc đất giữa lúc khói lửa. Bây giờ hòa bình lập lại phải đi tìm cho bằng được để tỏ lòng tri ân lớp người nằm xuống. Bà Bích Hằng nổi tiếng một thời, giờ không còn giữ thế độc quyền được nữa. Hàng chục nhà ngoại cảm khác, nữ cũng như nam, xuất hiện suốt ngày bận tiếu tiết vì thân chủ đi tìm quá đông. Hoàng Nga là một trong những nhà ngoại cảm đột xuất ấy, rất trẻ trung, năng nổ và biết cách làm cho mình đẹp. Hơn thế nữa, Hoàng Nga lại vượt hẳn các đồng nghiệp khác là có xe hơi, ăn mặc thời trang và sách pop LV trông giống như một chuyên viên địa ốc cao cấp hoặc một nhà đầu tư của ngân hàng chứ không phải một người đàn bà xuề xòa chuyên đi tìm hài cốt và gọi hồn. Trước khi về thị xã, Hoàng Nga đã liên lạc với một người quen, thuê phòng khách của họ để làm văn phòng tiếp thân chủ. Bà Thục, chủ nhà có nhiệm vụ đi lang thang khắp phố phường, quảng cáo sự hiện diện hiếm có của nhà ngoại cảm Hoàng Nga để ai cần tìm hài cốt thân nhân thì đến gặp. Cô con gái đầu lòng 24 tuổi của bà Thục thì làm thư ký, trả lời điện thoại, đăng ký khách hàng và hẹn giờ để Hoàng Nga tiếp chuyện. Ngay hôm Hoàng Nga mới khai trương văn phòng, bà Thục đã thi hành nhiệm vụ nói oang oang ngoài chợ. Ôi giời ơi, cô ấy giỏi lắm, nhưng mà cứ bận suốt á, nên chỉ nán lại đây độ 2 tuần là cùng thôi. Người ta mua vé máy bay mời cô đi khắp mọi nơi, cả vào trong thành phố Hồ Chí Minh nữa. Rồi nhân thấy nhiều người hiếu kỳ vây quanh lắng nghe, bà liền kể thêm câu chuyện mà Hoàng Nga mới nói với bà tối hôm qua. Đây 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 đây, tôi nói cho mẹ tôi kể câu chuyện này cho mà nghe đây này. Có cái ông kia kìa, quê bên Phùng ấy, năm 54, đi dân công theo du kích đánh Tây ở Bót Phù Sa, rồi mất tích luôn từ dạo đấy. Ôi giời, cả nhà khóc thương mãi, ma chay dỗ kỵ mấy chục năm rồi, không sót một năm nào. Mãi cho đến khi gặp nhà ngoại cảm Hoàng Nga Mới phát hiện ra là lão chưa có chết Bà Thục dừng lại một chút để nhìn phản ứng người chung quanh Câu chuyện xem chừng hấp dẫn Vì mấy người cùng ồ lên một tiếng ngạc nhiên Bà Thục kết luận Để để tôi giải thích tiếp đây nha Thì ra hóa ra là dạo mà đi đánh đồn Tây ấy, Lão mới có 18 tuổi thôi Thừa lúc hỗn loạn Lão bỏ trốn Rồi theo Ngô Đình Diệm vào Nam Đến năm 75 à, Lão lại đi thuyền sang Úc Bây giờ là gần 80 rồi Vẫn còn sống khỏe mạnh bên Úc đấy Một bà bán hàng chép miệng lên tiếng Người đâu mà lại có người bất nhân đến như thế Còn sống lù lù mà không liên lạc với người nhà Để năm nào cũng phải dỗ Một bà khác tò mò hỏi Ơ à, nhưng mà Thế thì thì làm sao mà cô Hoàng Nga là cô biết lão còn sống Bà Thục giành mạch kể Đây này Cô Hoàng Nga hơn các nhà ngoại cảm là chỗ đấy Cô ấy biết gọi hồn Hồn về chỉ chỗ cho cô ấy biết nên cô ấy đi tìm hai cốt được ngay. Nhưng mà riêng cái lão ở bên Úc ấy, thì người em của lão đến gặp cô Hoàng Nga, kể chuyện lão đi đánh bót phù sa đã 60 năm. Bà em bây giờ thì cũng già lắm rồi, cứ sụt sùi khóc mãi vì yên trí là anh mình chết bờ chết bụi. Thương quá, ai nỡ đành lòng bỏ qua mà không tìm. Còn chiến tranh thì nói làm gì, bây giờ hòa bình rồi, quên công lao người chết sao được. Thành ra muốn nhờ cô Hoàng Nga chỉ chỗ để mang coi như là xương cốt về cải táng. Nhưng mà cô Hoàng Nga cô gọi mãi mà hồn ông ấy không về. Mọi cặp mắt đều mở to đăm năm nhìn bà Thục chờ đợi đoạn kết câu chuyện. Bà nhấn mạnh. Gọi mãi mà hồn không về có nghĩa là ông còn sống. Phải chết thì hồn mới hiện về được chứ. Sống sờ sờ ra đấy thì hồn ở đâu mà về. Nhiều người lại ồ lên kinh ngạc kèm theo những lời bình phẩm phê phán lão giả mất nết bên Úc làm khổ thân nhân suốt mấy chục năm nay những cái đầu gật gù nhất trí với bà thục và khen ngợi tài năng của hoàng nga thế là ngay sau đó bà thục đem cho hoàng nga được một mớ khách khá đông bà thục luôn luôn nhắc nhở nghĩa tử là nghĩa tận hết chiến tranh rồi đừng quên người đã chết và quả nhiên lời tuyên truyền ấy có kết quả cụ thể thị xã không lớn lắm nên bất cứ sinh hoạt nào lạ đều dễ gây xôn xao nhất là bà Thục suốt ngày đi lang thang, quảng cáo tên tuổi Hoàng Nga. Chỉ vài hôm sau tiếng đồn đến tai bà Nhất, thân phụ bà mất tích năm 1969 trong đợt bổ sung bộ đội cho chiến trường miền Nam sau những tổn thất nặng nề của cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân lúc bà mới 2 tuổi. Bà nhớ mãi lúc bà bắt đầu có trí khôn, bà mẹ thường kể bằng giọng nuối tiếc. Ôi, bố mày đáng lẽ ra là có thể tìm cách ở lại, chả cần phải đi bê mẹ cứ ngăn mãi Bảo bố mày không nghe Vì lúc ấy bố mày đang là bí thư tri đoàn Tự nguyện đăng ký xin đi để làm gương cho người khác Khổ thân Nghe bảo là chưa đặt chân vào đến miền Nam thì đã mất rồi Giờ đây phong trào tìm kiếm hải cốt bừng bừng sống dậy Làm bà nhất cũng nôn nao theo Thân mẫu bà cũng đã mất cách đây 6 năm Chỉ còn mình bà gánh trách nhiệm với ông bố Bà liền sai công an ra gọi Hoàng Nga vào nhà gặp riêng Hoàng Nga mừng hơn chúng số vì không có cách quảng cáo nào mạnh mẽ cho bằng bà chủ tịch tỉnh nhờ Hoàng Nga tìm hải cốt ông bố. Tìm thế nào được khi ông chết dọc đường Trường Sơn đã hơn 40 năm. Nhưng không sao, hễ được bà chủ tịch tỉnh mời đến nhà là tên tuổi Hoàng Nga sẽ nổi bùng lên ngay trong khoảnh khắc. Hoàng Nga vốn là người khéo nói, biết cách đưa đẩy để tạo thân tình, nên bà chủ tịch chẳng những cảm mến mà còn hết sức tin tưởng khả năng của cô chủ tịch nhất ở ủy ban về ăn trưa như thông lệ bà vợ biết ý nên thường chờ ông về ăn chung cho vui hôm nay chỉ có chị người làm dọn mâm lên ông ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi thì chị đã nhanh miệng báo cáo vợ vâng, mời ông xơi cơm ạ à. bà đã có khách chủ tịch nhất kéo ghế ngồi và hững hờ hỏi khách nào lạ hay quen ông hỏi câu này vì bình thường vợ ông không phải là người quảng giao mặc dầu bản tính bà khá bình dị khách tìm đến với bà thường chỉ là những người cần nhờ cậy, nhưng ngại nói chuyện trực tiếp với ông. Có bà vợ làm trung gian vừa tiện cho ông mà tiện cho cả người cần xin sỏ. Hôm nay ông cũng đoán như thế, nhưng chị người làm đáp. Dạ thưa khách lạ, con chưa bao giờ gặp ạ. Vừa lúc đó từ nhà trên bà vợ cất tiếng gọi. Ông ơi, ông lên đây, tôi nhờ một tí. Chủ tịch nhất miễn cưỡng đi lên, bà vợ vẫy ông lại và long trọng giới thiệu. "Đây đây ông ra đây, ra đây tôi giới thiệu này. Đây. đây là nhà ngoại cảm Hoàng Nga, mới từ Hải Phòng sang đây, chuyên là chỉ chỗ cho người ta tìm hài cốt thân nhân, kết quả tốt lắm mà mời, ai cũng khen. Tôi thì tôi đang định nhờ cô ấy giúp." Hoàng Nga đứng dậy kính cẩn chào, chủ tịch nhất chỉ khẽ nhếch mép gật đầu rồi tiến lại ngồi xuống bên vợ chiều vợ ông để vợ muốn làm gì thì làm chứ bản thân ông cũng biết chắc trăm phần là không thể nào tìm được nắm xương tàn giữa rừng núi mênh mông ông không dám bàn ra vì sợ vợ hiểu lầm là mình không có tình cảm với ông bố vợ đã quất nhất là ông đã từng được địa phương biểu dương là một liệt sĩ anh hùng ông hỏi hoàng nga cho có chuyện thế đã có trường hợp nào tương tự như nhạc phụ của tôi mà cô phát hiện được hài cốt chưa In ý tôi muốn nói rằng là người mất đã 45 năm chả có một nhân chứng nào cho biết là mất ở chỗ nào rồi cũng chả có ai tự tay chôn cất mà dù có chôn đi nữa thì có dấu vết gì để lại hay không làm sao mà tìm được Hoàng Nga Tuy tuổi mới hơn 30 so với ông bà nhất thì chỉ là hàng con cháu nhưng cô tiếp chuyện thân chủ không bao giờ xưng em xưng cháu bởi xưng hô như vậy sẽ làm mất cái thế của mình cô mỉm cười tự tin đáp <laughs> báo cáo ông chủ tịch có chứ ạ à? tôi tìm được nhiều rồi chứ không phải đây là lần đầu muốn cho chắc ăn tôi sẽ gọi hồn người quá cú về để cho bà chủ tịch nói chuyện rồi xác minh điều này thì chủ tịch nhất lại càng không tin nhưng chưa chi đã thấy vợ mình xúc động dưng dưng nước mắt nhớ người đã khuất nên ông dằn lại không lên tiếng bài bác nhìn mặt chủ tịch nhất hoàng nga cũng biết ông không hăng say trong công việc này nên cô vội thêm người chết từ thời chống pháp còn tìm được hai cốt, huống chi là mới đây. nói chung chết trong chiến tranh chống mỹ thì không khó khăn gì. chủ tịch nhất hứng hờ đáp mới gì nữa mấy chục năm rồi. dứt lời ông bỏ mình vợ ngồi lại tiếp chuyện hoàng nga, còn ông lững thững xuống nhà ăn cơm tiếp vì còn phải trở lại văn phòng với bao nhiêu chuyện cần giải quyết chiều nay. hoàng nga bảo Thế này nhé, ngày mai bà chủ tịch sắm lễ hương nhang đầy đủ Rồi khoảng xế chiều tôi sẽ đến gọi hồn thân phụ bà về Bà Nhất gật đầu hài lòng Vâng vâng, chiều mai độ 6 giờ tôi sẽ cho người lái xe đón cô vào đây Tôi phải chuẩn bị hết lễ đầy đủ ạ à. Hoàng Nga lấy phone di động trong bóp gọi về nhà cho con gái bà Thục Tức là cô thư ký mới mướn được một tuần Hoàng Nga nói lớn Thi hả? Chiều mai dứt khoát là em đừng nhận khách nhé Chị bận cả ngày mai á Ai cần thì bảo họ là sáng ngày kia quay lại Đầu dây bên kia có tiếng đáp Nhưng Hoàng Nga cắt ngang Thôi chị đang vội Không muốn nói chuyện được Chốc nữa là chị gọi lại Rồi cô cúp máy và bảo bà nhất Vâng cứ như thế nhé Chiều mai độ 6 giờ Nhờ bà chủ tịch cho lái xe lại đón tôi Cảm ơn bà chủ tịch trước Hoàng Nga đã toan đứng dậy ra về Nhưng cảm nhận được bà chủ tịch tính tình bình dị Mà lại có thiện cảm với mình nên cô nán lại gợi chuyện thêm vì không dễ gì cô có cơ hội lọt vào nhà này cô vốn tự tin ở khả năng ăn nói của mình mồm miệng đỡ chân tay cái khả năng ấy đã đem lại cho cô xe hơi trang phục tươm tất cùng nhiều món hàng giá trị khác mà đại đa số phụ nữ đều mơ ước nhưng rất khó đạt được cho nên trong bất cứ trường hợp nào cô cũng cần phải khai thác tối đa khả năng ngoại giao của mình huống chi hôm nay may mắn được ngồi tiếp chuyện bà chủ tịch tỉnh một đối tác quan trọng bậc nhất kể từ ngày Hoàng Nga lao ra hành nghề ngoại cảm. Từ lúc bước chân vào sân, Hoàng Nga đã để ý ngay đến những thứ mà cô thường thấy bày ra ở những gia đình khá giả hoặc những đại gia đang có cơ sở làm ăn vững vàng. Thí dụ ngoài cổng thì hai con kỳ lân bằng đá trắng nằm gác hai bên, cửa thì treo hình bát quái gắn mảnh gương phản chiếu trên nóc, trong nhà thì hồ cá nước chảy róc rách từng bó cây thủy trúc gọi là cây phát tài đặt trên bàn trên kệ mà bó nào cũng gồm đủ tám cây và rõ nét nhất là cửa chính thì khóa lại đặt mấy chậu kiểng chắn lối không cho khách vào cả chủ lẫn khách đều phải ra vô bằng cửa phụ bên hông nhà tất cả những cái đó đều là dấu hiệu chắc chắn của một gia chủ tin phong thủy biết được điều đó hoàng nga đi thẳng vào vấn đề vì tưởng bà nhất là người mê phong thủy cô gợi chuyện Chắc bà chủ tịch không tin Nhưng mà cuộc đời có những điều huyền bí trời sắp đặt mà mình cũng không thể ngờ được Trong chiến tranh bao nhiêu bộ đội nằm xuống Nói xin lỗi bà chủ tịch Người đời cứ bảo là chết bờ chết bụi Nhưng mà có khi vô tình người chết lại nằm đúng một cái chỗ Địa lợi gặp thế đất tốt Thì nhờ vậy mà con cháu mới phát lên trở thành phú gia Lần đầu tiên nghe một ý nghĩ lạ, bà Nhất nhíu mày hỏi. À, nghĩ, nghĩa là cô cô cũng tin vào địa lý phong thủy à? à tôi thì tôi cũng không tin lắm đâu nhưng nhưng mà ông nhà tôi thì làm gì cũng phải theo phong thủy lắm lúc tôi bực cả mình hoàng nga hơi giật mình nhưng vội nghiêm mặt đáp à, à, chết à, sao bà lại bực mình thưa bà không tin cũng phải tin đây này ba anh em ông lê đức thọ mai trí thọ và đinh đức thiện làm to là nhờ thân phụ các ông ấy chôn đúng vào cái chỗ đất tốt thầy địa lý người ta nói trước như thế chứ không phải là sau này các ông thành công rồi người ta mới bịa ra bà nhất cãi lại Ê, nhưng mà tôi thì tôi lại cứ cho rằng là người chết phù hộ cho con cháu làm ăn nên ra chứ còn địa lý thì nó nó mơ hồ quá hoàng nga lắc đầu đáp chả phải đâu bà phù hộ thì ai mà chả phù hộ cha mẹ nào mà ở cõi bên kia mà không hết lòng phù hộ con cái nhưng mà có mấy người khá đâu Nhưng mà cũng như thế đất Dễ gì gặp được thế đất tốt Dễ gì chôn được vào long mạch Nghe câu chuyện hấp dẫn Lại đúng đề tài mà chồng say mê Bà nhất ngẩn lên lớn tiếng gọi Ôi, Ông ơi, ông ơi này, này Lên đây, lên đây có cái này hay lắm Đây lên đây Chủ tịch nhất buông đũa miễn cưỡng cầm chai bia lên nhà Ông ngồi xuống cái ghế cũ bên cạnh vợ Nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi Thì bà vợ bảo Hoàng Nga đây cô, cô cô cứ kể lại cho nhà tôi nghe. Ông thích phong thủy lắm cơ. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng là đều phong thủy cả. Hoàng Nga hồi hộp nhắc lại chuyện ba anh em ông Lê Đức Thọ. Điều mà ông nhất có nghe láng máng từ lâu nhưng không dành lắm. Mà dù đã nghe rồi, ông vẫn muốn nghe lại. Vì ông thích có người đồng minh cùng mê phong thủy như ông. Ông vốn là người dễ nóng nảy hay bản gắt quát mắng thuộc cấp theo thói quen cửa quyền của những xã hội chậm tiến thiếu dân chủ. Nhưng ông có một nhược điểm lớn là rất quý các thầy phong thủy và tiếp chuyện họ không biết mệt. Mặc dầu đa số là thầy giỏm, kiến thức chẳng có bao nhiêu. Mới lúc nãy khi vừa gặp Hoàng Nga, thái độ của ông rất lạnh lùng vì Hoàng Nga chỉ bàn đến chuyện đi tìm hài cốt. Giờ này Hoàng Nga đổi sang đề tài phong thủy, nét mặt ông dạng dỡ hẳn lên, sẵn sàng tham gia câu chuyện một cách hào hứng. Dĩ nhiên, Hoàng Nga cũng nhận ra ngay điều ấy nên cô lại kể thêm. Thưa với ông như thế này, thời Pháp thuộc đó, ông huyện sĩ là người giàu nhất miền Nam. Người ta thường nói nhất sĩ nhì phương tam sường tứ lộc. Chắc ông chủ tịch có nghe rồi, bốn người giàu nhất Nam Kỳ thì ông huyện sĩ là đứng đầu. Ông ấy xuất thân từ anh lái đỏ Tân An, nhưng mà nhờ làm nhà trên bờ sông, đúng thế đất tốt, nên là phát lên như diều gặp gió. Chủ tịch nhất gật cù lầm bẩm nhắc lại, làm nhà trên bờ sông nhưng 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 à, chắc là phải có thầy chỉ chỗ cho ông ấy chứ. Chả như ai làm nhà trên bờ sông cũng giàu cả hay sao? Có phải ông cố? <laughs> Thưa với ông chủ tịch, tất nhiên là phải có thầy phong thủy tìm ra thế đất cho ông ấy. Nhưng mà cái nguyên tắc cơ bản là thế này: phong là gió, thủy là nước. Gió thì mình không thể kiểm soát được, nhưng nước thì mình có thể uốn nắn theo ý mình được. Nếu muốn tập trung cả hai yếu tố là gió và nước thì chả có cái chỗ nào bằng bờ sông. Nhất cận thị, nhị cận giang, sách phong thủy dậy như thế mà. Chủ tịch Nhất càng nghe càng thích thú vì không ngờ Hoàng Nga biết nhiều như vậy. Ông vui vẻ bảo. Tôi lại cứ tưởng cô chỉ là nhà ngoại cảm tìm người chết, hóa ra lại biết dành cả phong thủy. Hoàng Nga gật đầu. Báo cáo ông chủ tịch, tại nó có liên quan chặt chẽ với nhau. Khi mà tôi đi tìm hai cốt, nữa, tôi cũng phải nghiên cứu các thế đất chỗ người chết nằm chứ để xem là có nên cải táng rồi đem đi chỗ khác hay là cứ để yên như đấy chỉ cần tu bổ lại ngôi mộ mà thôi nếu gặp thế đất tốt thì tội gì mà mình đưa đi chỗ khác bà nhất dè dặt chen vào thế này tôi nghe bảo là ông huyện sĩ ông làm thông ngôn cho tây rồi tây người ta lấy ruộng bán rẻ cho ông ấy ông ấy cho tá điền thuê lại nhờ thế thì nó giàu to chứ phong thủy nào vào cái chỗ đấy Hoàng Nga nhìn bà nhất gật đầu. "Thưa bà, ông huyện sĩ giàu á là nhờ ruộng đất thì đúng rồi, nhưng mà người xưa người ta có câu, chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở. Nếu mà ông huyện sĩ không có ngôi nhà bên bờ sông, đúng vào cái thế đất tốt, đúng vào long mạch thì làm sao mà phát lên được. Thông ngôn thời Tây, trời ơi nó thiếu gì người, sao lại chỉ có một mình ông ấy giàu nứt đố đổ vách, có phải thế không thưa bà?" Chủ tịch nhất hài lòng cười chen vào. <cười> Tôi tôi vẫn bảo thế mà bà nhà tôi bái cứ không tin. Hoàng Nga mừng lắm, được ông chủ tịch tỉnh đồng hành bàn chuyện phong thủy. Cô đem hết kiến thức ra nói chuyện, làm chủ tịch nhất say mê lắng nghe, quên cả giờ phải ra văn phòng ủy ban. Điện thoại di động gieo mấy lần, ông đều lờ đi không thèm nhìn. Cô hứng khởi, quay sang phía bà nhất và thuyết phục thêm. Thưa bà, phong thủy là cái môn học tối cổ của Trung Hoa. Có từ thời nhà Tần, là cái nét văn hóa lâu đời từ Trung Hoa truyền sang Việt Nam và trở thành văn hóa dân gian. Cây cả cung đình chứ không phải trong dân gian. Đây này chắc ông chủ tịch thừa biết là vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long cũng là theo phong thủy. Vua Gia Long nhà Nguyễn bỏ Thăng Long lấy Huế làm kinh đô cũng là theo phong thủy. Mà nói chi cho xa xôi, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thân phụ của bác Hồ là ngày xưa nổi tiếng về địa lý. Cụ chuyên dùng la bàn đi tìm thế đất, La bàn của cụ hiện còn trưng bày tại cái cái khu lưu niệm ở cao lãnh tỉnh Đồng Tháp đấy. Chủ tịch nhất càng nghe càng cảm phục. Nhưng bà vợ cười ngắt lời. <cười> Trời ơi, người ngày xưa thì có thể họ giỏi thật đấy. Chứ thời bây giờ thì người lợi dụng phong thủy để kiếm ăn nhiều lắm cô ơi. Trăm người chưa chắc được một người giỏi lắm khi tiền mất là thật mang đấy cô ạ. Vừa nói bà vừa liếc mắt nhìn chồng. Chủ tịch nhất lắc đầu cười nhạt và đứng dậy bảo. Thôi. Cô ngồi nói chuyện với nhà tôi nhé, tôi phải ra ủy ban bây giờ. Rồi ông bỏ xuống bếp, Hoàng Nga nán lại vài phút nữa rồi cũng đứng dậy xin phép ra về, hẹn sẽ gặp lại hôm sau để tiến hành thủ tục gọi hồn và tìm hài cốt. Sau buổi gặp gỡ tình cờ ấy, chủ tịch nhất suy nghĩ và cứ nhớ mãi câu chuyện ông huyện sĩ nhờ làm nhà trên bờ sông rồi trở thành phú gia địch quốc, giống như thạch sùng ngày xưa đầu óc ông bỗng nảy ra một sáng kết độc đáo làm ông đang nằm trên ghế bố bật ngồi thẳng lên và lớn tiếng gọi lái xe đến chở ông ra thăm nhà máy dệt chiến thắng ông vừa lóe lên quyết định sẽ xuống lệnh giải tỏa toàn bộ khu vực nhà máy này giải tỏa nhưng có bồi hoàn chứ ông không đến nỗi chiếm không của người ta ba hôm sau ông huy động xe đến ủi sập hết nhà máy dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ phế thải cùng rác rến bởi ông đã dứt khoát lấy luôn khu đất mênh mông đó làm nhà cho mình trên bờ sông bắt trước ông huyện sĩ thời pháp thuộc ông cứ nhớ mãi lời hoàng nga đã dặn muốn tập trung cả hai yếu tố là gió và nước thì chả có chỗ nào bằng bờ sông tục ngữ ta có câu trăm người quạt hầu không bằng ngồi đầu ngọn gió là vì cái gió tự nhiên thổi từ mặt sông lên thì là đúng là phong thủy rồi từ định luật căn bản ấy ông mau mắn lên kế hoạch xây ngôi nhà phong thủy cho mình noi gương ông huyện sĩ thời pháp thuộc chỉ có điều hoàng nga không nhắc chủ tịch nhất một câu quan trọng nhất trong thuật địa lý phong thủy là tiên tích đức hậu tầm long cha con ông huyện sĩ dù sao cũng chịu ảnh hưởng nền văn hóa thiên chúa giáo nên đã bỏ tiền xây nhà thờ và phát gạo hàng tuần cho người nghèo còn quan chức việt nam ngày nay như ông giàu nứt đố đổ vách mà chả có mấy ai nghĩ đến chuyện làm việc từ thiện người trong thị xã chẳng những không trách ông chủ tịch nhất chiếm đất công làm của riêng mà trái lại còn khen ông có mắt thẩm mỹ vì nhờ căn nhà lộng lẫy của ông mà bờ sông đẹp hẳn lên khác xa lúc còn cái nhà máy dệt tồi tàn lắm hôm gió sông đưa mùi thuốc nhuộm hôi nồng rất khó chịu cho lối xóm cẩn thận hơn ông chỉ thị cho công an thị xã thường xuyên kiểm tra hễ bắt nhà nào đổ rác xuống sông là bắt ngay vừa phạt tù vừa phạt tiền Nhà ông từ nay gắn liền với dòng sông, nó phải trong lành, phải thơ mộng, chứ không thể bắt đâu nhìn rác rến lững lờ trôi qua. Nhà xây gần sông, bà vợ mới từ căn hộ cũ ở giữa thị xã ra tham quan, đứng trên lan can lầu hai nhà nhìn xuống mặt sông gợn sóng lăn tăn, bà hài lòng gật đầu. Tôi thì tôi cũng chả cần biết phong thủy có lợi hay không, nhưng mà trước mắt thì nhà mình nó gió quanh năm, thế là mừng rồi nhà cũ của mình nó tuy là đầy đủ tiện nghi nhưng mà bí lắm, cứ như ở tù Ra đây thoáng hơn nhiều. Ông nhất hài lòng nhưng gắt nhẹ. Nhà cũ tuy bí một tí nhưng mà đúng hướng. Người ta nói vợ đàn bà nhà hướng nam. Thầy phong thủy đã bảo tôi như thế. Tôi hỏi bà chứ nhà mình mà không đúng hướng rồi không bài trí nội thất theo phong thủy, làm sao bỗng dưng tôi được đảng bố trí toàn những chỗ tốt? Bà có thấy kỳ diệu không? Chẳng phong thủy thì là cái gì? Bà vợ nhẹ nhàng cãi Ôi ừ giời, ngày nào tôi cũng đi thắp hương bàn thờ mẫu Rồi đi lễ hết đền này tới đền kia Đây là mẫu ban lọc cho ông Chứ lại phong thủy cái gì Ông là cái thật thì cứ cứng đầu Điều này thì bà vợ nói rất thật lòng Bà không tin phong thủy Nhưng bà đổ khá nhiều tiền cho các đền thờ mẫu Mỗi năm ít lắm bà cũng phải lên đồng hai lần Phát lọc rất rộng rãi Vì bà cho rằng chồng bà có sự nghiệp hôm nay Là nhờ các mẫu ban cho bạn bè của bà cũng thế, càng có chỗ đứng cao trong đảng, trong chính quyền, càng siêng năng đi chùa và sửa lễ rất hậu cho các thầy. Nói chung, ngày nay đền chùa phát triển mạnh, một phần cũng nhờ các quan chức và đại gia tự nguyện đóng góp. Bà nhìn chồng nhấn mạnh thêm. Đây này, đền phủ dày lúc nào cũng linh thiêng, cầu gì được đấy. Chỉ tội cái con cái là bây giờ đông người quá, đông ra thành ra cứng chật như nêm, chỗ đỗ xe cũng không có. Lắm hôm đỗ xa quá, Quốc bộ mỏi như gà chân á Đền xong cũng thế mà phố cát cũng chả thua gì Người đâu mà nó cứ như nêm ấy Chủ tịch nhất xưa nay chưa bao giờ tin mẫu Bởi theo ông các mẫu đều là những nhân vật tưởng tượng do người chế ra Chúa hay Phật còn có thật Cho nên cầu Chúa cầu Phật còn hợp lý Chứ các mẫu thì rõ ràng chỉ là huyền thoại Đã không có thật thì cầu làm sao được Ngay cả những khi không đi lễ các đền Lâu lâu vợ ông vẫn thấy nhớ tiếng hát tiếng đàn của cung văn nên bà hay mở cassette hoặc CD đã thâu sẵn những bài ca đó, bắt ông phải nghe đi nghe lại, rồi lâu ngày thành thuộc lòng. Lạy bà, bà ở trên ngàn, thương con đệ tử trần gian bà về. Xá lầm, xá lũ, xá mê, trần gian bà về bát nhã thuyền huê. Bà về bát nhã thuyền huê, con công đệ tử ngồi kề hai bên. Lạy bà, bà đẹp chín nghìn, trăng còn thua sáng, hoa nhìn kém tươi. Đó là những lời xưng tụng bà chúa thượng ngàn Bà chúa thượng ngàn tức là mẹ núi rừng Mà cũng được ca ngợi là đẹp hơn tiên Nga Như vậy là người Trần đã đánh giá mẫu quá thấp Bởi chẳng nhẽ mẫu mà cũng ưa nịnh giống như người phàm hay sao Ông đã từng cãi nhau với vợ rất nhiều lần từ ngày mới lấy nhau Bây giờ thì ông chán rồi Và lại tiền bạc đã dư giả Ông để vợ muốn làm gì thì làm Đi đâu thì đi Bà nhất thì trái lại say mê các đền các phủ phủ hội dày hàng năm. Bà không thể nào bỏ qua. Bà thích cái không khí ấy lắm. Trong suốt 10 ngày đêm, những ông đồng bà đồng, những con công đệ tử, những người ngả nghiêng mặt đỏ như gấc đi đứng siêu vẹo. Người ta mê lên đồng như mê cờ bạc, dứt không ra. Người ta chìm đắm trong nhang khói và ngây ngất với tiếng đàn, tiếng hát đôi cuốn của cung văn, đến độ nhiều bà tan cửa nát nhà. Chủ tịch nhất lúc đầu cũng lo lắng lắm, bởi vợ ông thuộc loại phụ nữ có nhan sắc mặn mà. Nếu chẳng may xa ngã vào vòng tay một gã cung văn nào đó, thì ông chỉ còn cách gục mặt độn thổ chứ làm sao nhìn thiên hạ khi ông đã là một đảng viên cao cấp. Bây giờ thì ông không lo lắm nữa, bởi vợ ông đã ngoài 45, có vắng nhà vài ngày mà ngụp lặn trong nhang khói và tiếng hát trầu văn, chắc cũng không sao. Nhưng lần này xây nhà mới để chiều ý vợ, để vợ khỏi đi đâu xa, ông dành hẳn cho vợ một căn phòng vuông vức trên lầu 2, mở cửa nhìn xuống dòng sông, vợ ông gọi người về lập đền thờ mẫu ngay tại nhà. Thôi thì cũng choáng ngộp sơn son thiếp vàng, đầy đủ một cung đình khói nhang nghi ngút, hoa thật và hoa giả tràn ngập không thua gì những ngôi đền quen thuộc mà trước đây bà thường lui tới cầu xin. Bà cảm động lắm, run run bảo chồng. Ôi giời, đẹp quá, trang nghiêm quá. Trời ơi, cảm ơn ông. Ông mà cho tôi thế này thì tôi chả còn mong ước gì nữa. Đẹp quá. Bà nói câu ấy một cách rất thành tâm bởi bà vẫn tin chắc trăm phần rằng mọi sự may mắn của chồng bà đều do mẫu phù trợ. Lập đền thờ ngay tại nhà thì địa vị của chồng bà sẽ càng vững như bàn thạch. Đền của bà thờ mẫu Liễu, tức là Đức Vân Cát Thánh Mẫu, được coi là vị thần thượng đẳng, tối linh của dân gian. Bà mê chuyện mẫu Liễu từ nhỏ do thân mẫu bà kể mỗi tối trước khi đi ngủ. Mẫu Liễu vốn là công chúa Quỳnh Hoa trên Thiên Đình, vì đánh vỡ chén ngọc bị đầy xuống trần gian, đầu thai vào nhà họ Lê ở thôn Vân Cát, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, thường được gọi là công chúa Liễu Hạnh. Sau khi lấy chồng sinh được hai con thì bỗng dưng chẳng có bệnh tật gì mà viên tịch. Mất rồi, công chúa Liễu Hạnh vẫn thường hiển thánh, hiện về cứu giúp dân lành. Danh lành, lập đền thờ và tôn vinh lên làm vân cát thánh mẫu. Bà thích chuyện này đến nỗi hồi mới lớn, bà cũng đã từng liêm diêm tưởng tượng chính bà trước đây, có thể cũng là một tiên nữ trên thiên đình bị đẩy xuống trần gian, nhưng người ta vẫn gọi là tiên mắc đọa. Cho nên bà dự định mai kia sau khi bà quy tiên, bà cũng sẽ hiện về cứu giúp dân nghèo trong tỉnh. Tạm thời bà rất hãnh diện vì mẫu liễu cùng quê làng vụ bản tỉnh Nam Định của bà. Lập đền thờ tại nhà bà muốn lên đồng hầu bóng lúc nào cũng được, chả cần phải đi đâu nữa những bà bạn chuyên lên đồng chung với bà nườm nượp kéo đến một phần vì muốn viếng đền mẫu của bà nhất nhưng lý do chính là hiếu kỳ muốn tham quan căn nhà đồ sộ nhất thị xã chủ tịch nhất ưu tư nhắc vợ bà phải quy định lại đi chứ cứ hai tháng hoặc ba tháng hoặc là tôi cho bà cùng lắm là mỗi tháng các bà được gặp nhau một lần thôi không thể tùy tiện cứ mỗi một ngày một đám kéo đến đây như thế này được với lại phải là những người quen của bà bà phải biết mặt biết tên biết lý lịch từng người mới cho vào nhỡ gặp thành phần xấu nó trà trộn vào đây thì làm sao mình là chủ tịch tỉnh chứ có phải là nhà dân thường đâu dễ dãi quá không được bà nhất cũng nhận ra điều ấy ngượng ngùng phân trần thì biết rồi thì toàn các bà thân không ấy mà lúc đầu thì họ tò mò thôi rồi tôi quy định lại lo cho vợ xong chủ tịch nhất tính đến chuyện của ông dựa vào thuật phong thủy phía sau nhà Ông làm một cái sân rộng lót gạch vuông, kê mấy bộ bàn ghế mây bên cạnh những chậu kiểng, những cây bonsai cắt tỉa rất cầu kỳ, để sáng chiều vợ chồng ra ngồi ngắm hoa uống trà. Rồi ông cho lát gạch xanh một lối đi rộng, thoai thoải chạy sâu xuống sát bờ sông, hai bên trồng những cột đèn kiểu Âu châu thời cách mạng Pháp 1789, nom vừa cổ kính vừa lãng mạn. Cuối con đường sát mặt sông ông cho đóng cái sàn gỗ để từ đó bước xuống chiếc du thuyền nhỏ màu trắng lúc nào cũng neo sẵn ở đây mà ít khi gia chủ có dịp dùng tới phú quý sinh lễ nghĩa ông chủ tịch thừa tiền nên mua tàu để làm cảnh thôi chứ cả vợ lẫn chồng đều không thích du ngoạn trên mặt nước hoàn tất phía sau rồi ông mới tính đến chuyện sân trước và hai bên hông nhà theo lời chỉ dẫn của thầy phong thủy thì bốn bề đều phải có nước ông liền gọi người đến đào hẳn một cái ao hình chữ nhật bên hông trái. Ông sẽ cho biến nó thành hồ sen, sẽ có chiếc thuyền con để chiều chiều chính tay ông, ngồi lên thuyền bỏ từng nắm trà nhỏ và từng bông sen, rồi mỗi sáng sớm sai người ra lấy vào, pha trà. Còn phía bên hông nhà bên phải thì ông đặt một loạt hòn non bộ nước chảy róc rách, hai bức tượng vệ nữ Âu Châu binh bừng nước, xối xuống chân liên tục và đặc biệt nhất là một bức tường bằng đá hình chữ nhật cao hai thước rưỡi chiều ngang 5 mét lúc nào nước cũng chảy suốt ngày đêm như một tấm màn mưa phùn vừa đẹp về mỹ thuật vừa có lợi về tài lộc phải nói đó là một cái công viên thu nhỏ mà ông hết sức hãnh diện vì nó là sáng kiến chưa từng có người nào nghĩ ra trước ông chưa đủ trên khu sân trước rộng mênh mông ông cho đào một con suối chảy ngang để bắc cây cầu gỗ cong cong kiểu nhật bản ai vào nhà cũng phải đi ngang cây cầu sơn đỏ dễ thương ấy. Trong thị xã cũng có nhiều người giàu hoặc do kinh doanh, hoặc do buôn lậu, hoặc do thân nhân từ nước ngoài đổ tiền về xây dựng. Nhưng sánh với chủ tịch nhất thì cơ ngơi của họ không thấm vào đâu xét về diện tích và óc sáng tạo. Tất cả những thiết kế chu đáo ấy đều do công lao của thầy Lâm Quan mà chủ tịch nhất đón từ Hà Nội về. Thầy Lâm Quan phát thảo sơ đồ trước cho chủ tịch nhất xem, chủ nhân hết sức hài lòng giao công việc cho thầy trực tiếp chỉ đạo lại còn rộng lượng bảo có tốn kém một tí cũng không thành vấn đề miễn là thợ phải làm đúng ý của thầy gặp được thân chủ rộng rãi không quan tâm đến tiền bạc thầy lâm quan thoải mái tha hồ vung tay hoàn tất công trình để đời của mình chủ tịch nhất dù bận công vụ đến đâu cũng cố chạy lại tham quan mỗi ngày ít nhất hai lần để gật gù hài lòng với thành quả xong cái vỏ thì đến cái ruột nhưng việc mua sắm đồ đạc trong nhà thì thầy lâm quan không phải động tay đến bởi các ban các ngành các đại gia từ các huyện lên đến thị xã đều tranh nhau góp phần đóng góp tân gia của ông chủ tịch tỉnh từ giường tủ bàn ăn bàn làm việc salon phòng khách đều đã có người xí phần từ lúc nghe tin chủ tịch nhất khởi công xây dựng nhà mới thầy lâm quan chỉ có nhiệm vụ trang trí nội thất và kê giường tủ cho đúng với phép phong thủy mà thôi ba tháng làm việc chặt chẽ bên nhau, tình thân giữa Chủ tịch Nhất và Thầy Lâm Quan phát triển rất tốt đẹp. Vậy mà hôm ăn tân gia, Chủ tịch Nhất lại không mời Thầy Lâm Quan về dự. Thậm chí có vài người hỏi thăm địa chỉ hoặc số điện thoại của Thầy, Chủ tịch Nhất còn cẩn thận không cho. Chả phải ông ích kỷ, nhưng ông không muốn bất cứ một người nào khác lại nghe lời cố vấn của Thầy, rồi lại xây nhà giống như của ông thì cái dinh cơ đổ sộ này của ông sẽ mất đi nét độc đáo có một không hai tại thị xã này. Dinh thự của Chủ tịch Nhất hiện nay tuy chưa đáng gọi là siêu khủng nhưng vẫn đứng hàng đầu tại thị xã chưa biết bao giờ mới có căn hộ thứ hai tương tự như thế. Dân trong thị xã nhiều người sầm xì bảo nhau ông Nhất về nắm Chủ tịch tỉnh mới có hơn hai năm mà giàu sụ xây nhà to đồng cực kỳ hoành tráng ý nói là nhờ ông tham nhũng mới giàu nhanh như vậy. Thật ra thì nói thế là oan cho ông. Ông giàu từ trước, chứ chả phải chờ lên chủ tịch mới khá. Thu nhập của ông bắt đầu vào dồn dập như nước, từ lúc ông được bố trí làm chủ tịch ủy ban phòng chống tham nhũng của tỉnh. Cái ủy ban này, tỉnh ủy mới chế ra để tạo uy tín cho chính quyền và làm an lòng nhân dân phần nào. Nắm ủy ban này, ông nhất có nhiệm vụ thanh tra tất cả những tập đoàn kinh doanh, những đại gia, các cơ sở thương mại, viên chức chính quyền các cấp trong toàn tỉnh nếu phát hiện tham ô là bắt ngay đưa ra tòa hoặc đề nghị ngưng chức khi báo chí vừa loan tin chức vụ mới của ông lập tức những kẻ có máu mặt trong tỉnh và nhất là ở thị xã ồn ồn kéo đến xin gặp riêng để quà cáp bởi xã hội việt nam ngày nay làm gì có ai không vướng tội tham ô nếu ông muốn moi móc nhưng ông nhất cứng rắn lắm nhất định không nhận quà ông dặn vợ chỉ lấy tiền mặt hoặc vàng mà thôi cho nên bất cứ ai đến gặp ông ở văn phòng hoặc tại tư gia đều đi tay không, chẳng để lại dấu vết gì cho đám nhà báo có cơ hội soi mói. Vợ ông tổ chức tiệc liên hoan tiễn chân đứa con gái út sang Canada du học, khách mời không đông, nhưng tiền mừng thừa sức cho con ông tiêu xài thoải mái 4 năm ở xứ người. Sau buổi tiệc, bà ngồi đếm tiền trong bồn ngủ và vui vẻ bảo chồng. Này ông, tôi để sẵn một món tiền cho cái phụng nó đi học định mở cho nó cái tài khoản ngân hàng ở bên đấy không ngờ hôm nay khách khách thì tầm tầm thôi mà nó trò nhiều tiền quá chả phải đụng vào tiền của mình nữa ông ạ ông nhất gạt đi người ta cho tôi chứ ai cho nó tôi không nắm cái ghế chủ tịch ủy ban phòng chống tham nhũng thì đứa nào thèm ngó đến cái phụng của bà nhưng được bao nhiêu mà bà bảo là nhiều thấm vào đâu mình thì mình còn phải mua cho nó một căn hộ ở bên đấy tệ lắm thì tôi tính ra cũng phải vài trăm ngàn đô mỹ vừa là chỗ cho nó ở, vừa để đầu tư cho mai sau. Tôi nói thật cho bà chứ ở các ông ở Trung ương ấy, chẳng có ông nào mà không có nhà ở nước ngoài, có ông ôm đến mấy căn đấy Bà nhất chép miệng nói, Thì ai cũng phải chân trong chân ngoài chứ, mình làm như thế là chậm đấy Rồi bà cất tiền vào tủ và mỉm cười thêm. Thợ may ăn rẻ, thợ vẽ ăn hồ May mà ông được bố trí vào cái công tác mới này Chứ mà cứ nắm cái thông tin văn hóa thì chả có gì mà ăn chủ tịch nhất nhẹ nhàng cãi, nhưng mà bà ơi cũng nhờ cái uy tín của tôi suốt mấy năm nắm thông tin văn hóa, Đảng ủy mới tin tưởng mà giao cho tôi ủy ban phòng chống tham nhũng chứ mà. Trong các xã hội chậm tiến như Việt Nam thì người phụ trách chống tham nhũng thường là những người tham nhũng nhất, nhưng họ có cách tự giải thích để xóa mặc cảm tội lỗi của mình một cách dễ dàng, chẳng hạn chủ tịch nhất vẫn thường bình thản nói với vợ rằng họ tự nguyện đem tiền đến cho tôi chứ tôi có ép buộc ai đâu mà 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 bảo tôi là tham ô hai năm sau nhân kỳ bầu cử tỉnh ủy lại sắp xếp các chức vụ mới và ông được bố trí làm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí dương thành đang làm chủ tịch tỉnh thì nhiệm kỳ này lên bí thư tỉnh ủy chức lớn hơn nhưng chưa chắc thu nhập đã dễ dàng bằng chủ tịch tỉnh đúng là thời cơ đến như diều gặp gió tổng kết lại thì suốt hai năm làm Ủy ban phòng chống tham nhũng, chủ tịch nhất chẳng phát hiện được vụ nào đáng kể bởi những đối tượng mà ông cần thanh tra đều đã mau mắn đến gặp riêng ông ngay từ buổi đầu. Tuy vậy, tất cả các đồng chí trong tỉnh ủy đều nhìn ông thông cảm bởi họ đều biết tự căn bản Ủy ban phòng chống tham nhũng lập ra một mặt để xoa dịu quần chúng và báo chí, mặt khác để chính các đồng chí trong ủy ban có cơ hội kiếm tiền. Suốt thời gian tại chức, ông chỉ phải hy sinh có vài đứa tép riêu cho đi tù để làm đẹp mặt cho chế độ mà thôi. Bây giờ lên ngồi ghế chủ tịch tỉnh, ông nhất mãn nguyện coi như đường công danh của mình đã đạt đến tột đỉnh rồi. Ông cần phải bảo vệ. Và cái địa vị tài sản này phải giữ gìn, mà cách bảo vệ và giữ gìn duy nhất là tận dụng sự kỳ diệu của muôn phong thủy. Cho nên ông dò la kỹ lưỡng thăm hỏi đó đây và cuối cùng phát hiện được thầy Lâm Quan từ Hà Nội về gặp trước khi cho công nhân bắt tay vào việc đổ nền xây nhà. Ngay cả việc khởi công, ông cũng nhờ thầy chọn ngày lành tháng tốt để mọi việc được im, xuôi. Thật ra thì việc khám phá ra thầy Lâm Quan không phải do công lao trực tiếp của Chủ tịch Nhất. Nhà ngoại cảm Hoàng Nga mới chính là người giới thiệu thầy. Lúc Chủ tịch Nhất gọi điện để tham khảo ý kiến Hoàng Nga, thì Hoàng Nga đã trở về Hải Phòng vì sắp có người đón sang hành nghề ở Quảng Ninh. Lần này cô không phải đi tìm hài cốt bộ đội mà tìm xác một đứa bé đi tắm sông rồi chết đuối, thi thể không biết trôi dạt về đâu. Chủ tịch nhất muốn mời Hoàng Nga trở lại thị xã để cố vấn ông về thiết kế phong thủy cho căn nhà mới sắp xây, bởi ông vẫn nhớ ơn Hoàng Nga đã gợi ý cho ông chọn địa thế trên bờ sông và bây giờ ông làm theo, nhưng Hoàng Nga thoái thác vì bận, cô bảo: "Cảm ơn ông chủ tịch đã nhớ đến tôi, nhưng mà sự hiểu biết của tôi thì nó còn nông cạn lắm, chưa thấm vào đâu. À, để tôi giới thiệu ông thầy của tôi, tức là thầy Lâm Quan, cả Hà Nội ai cũng đều biết tiếng cả. Chỉ có điều làm thầy tôi bận lắm, chả biết là có thu xếp chỉ giờ được hay không. Cô nói thêm một vài câu ca ngợi tài năng xuất chúng của thầy Lâm Quan. Mặc dù cô chẳng cần nói, chủ tịch nhất cũng đã tin tưởng rồi. Bởi kiến thức của Hoàng Nga đã từng làm ông nể phục, thì huống chi là thầy của Hoàng Nga, Cô hỏi. Ờ, thế thì bao giờ ông ông chủ tịch khởi động? Chủ tịch nhất khẩn khoản, càng sớm càng tốt cô ạ. À. Ừ. Đừng để sang mùa mưa vất vả lắm. Cô chưa biết đâu, cái đất ở vùng này nó nó hễ mà lầy lội một tí là nó dính lắm, nhấc chân không lên được đó. Nhờ cô nói khéo với với thầy cô hộ tôi. Cô nói một tiếng thì thể nào cũng được. Hoàng Nga làm bộ ngần ngừ một chút rồi đáp. Ừ, vâng, vâng ạ. Ông chủ tịch đã bảo như thế thì tôi từ chối sao được. Thôi được rồi, để tôi bấm bụng tôi gọi thầy Lâm Quan ngay bây giờ. Xem thầy có có cái thì giờ không, có gì tôi sẽ báo lại ông chủ. Bà Nhất nghe chồng nói chuyện với Hoàng Nga cũng thấy vui trong lòng. Vì bà rất mong cô trở lại, chuyện tìm hài cốt, ông bố tuy chưa giải quyết xong nhưng bà cũng tạm an tâm vì hôm ấy trước bàn thờ đầy hoa quả và khói hương nghi ngút, Hoàng Nga đã xuất hồn dùng thần giao cách cảm, tiếp xúc được với vong linh ông bố bà, rồi cô kể. Dạ thưa, ông cụ thân sinh nói như thế này ạ. À. Ông bảo là đơn vị ông xuất phát từ Quảng Bình, mới đi được 4 ngày trên đường mòn Hồ Chí Minh á, thì bị bom của giặc lái Mỹ. Đợt bom đầu tiên, á, ông không có sao cả, chỉ bị điếc tai thôi. Nói chuyện với đồng đội thì phải dùng thủ hiệu, tức là lấy tay ra hiệu cho nhau. 15 phút sau á, giặc lái Mỹ lại quay lại ném bom lần thứ hai, ông vẫn bám lấy sườn núi. Nhưng đồng đội có mấy người bị hất văng xuống vực. Ông dũng cảm lao xuống cứu, không may do sức ép của bom, từng tảng đá lớn ở bên sườn núi nó đổ nhau nó lở xuống. Thế là đất rồi với đá chút ao ao xuống vực, đè chết cả mấy người dưới hố. Nghe đến đây bà Nhất hòa lên khóc lớn rồi nức nở hỏi Thế thì bây giờ chỗ bố tôi nằm hiện giờ có dấu tích gì không Để mình phát hiện anh đem hài cốt cụ về mà cô Hoàng Nga đã chuẩn bị sẵn đáp ngay Bà cứ bình tĩnh tôi có hỏi ông rồi Nhưng ông bảo là thôi cứ để cho ông yên Ông muốn an nghỉ bên cạnh đồng đội Hàng năm cứ đến ngày 12 tháng 9 Gia đình nhớ đến ông là được rồi Chủ tịch nhất nghe Hoàng Nga kể chuyện gặp người từ thế giới bên kia, lòng rừng rưng không tin một chút nào, nhưng thương vợ nên kiên nhẫn đứng chắp tay trước di ảnh nhạc phụ đặt trên bàn thờ trong làn khói mờ mờ ảo ảo. Bà nhất sụt sùi lấy bút ghi ngay dưới tấm ảnh của ông bố, ngày giờ hàng năm là 12 tháng 9, rồi ngay hôm sau mang bức hình trắng đen của ông lên chùa thầy chủ trì đón tiếp ông bà chủ tịch tỉnh hết sức ân cần và dành một vị trí trang trọng nhất để đặt di ảnh của người bộ đội dũng cảm. Chuyện đi lấy hài cốt bà không bàn tới nữa vì ý nguyện của người đã khuất muốn như thế. Chỉ có điều từ hôm ấy bà thấy lòng mình bớt áy náy hơn vì biết rõ ràng ngày bố bà mất để từ nay cúng dỗ. Huống chi đó là một cái chết anh hùng vì bố bà đã dám hy sinh lao xuống vực cứu đồng đội từ đó bà càng có cảm tình với Hoàng Nga và mong cô thỉnh thoảng trở lại ăn với bà một bữa cơm cho vui. Chủ tịch nhất lại càng mong Hoàng Nga hơn bởi Hoàng Nga có kiến thức sâu xa về phong thủy, tiếc rằng dịp này cô bận phải từ chối công tác và giới thiệu thầy Lâm Quan đến thay cũng tốt thôi, vì ông rất cần một người giỏi giúp ông thiết kế căn nhà mới bên sông. Thế là năm hôm sau thầy Lâm Quan lù lù xuất hiện trước hiên nhà xin vào gặp chủ tịch nhất. Đúng ra thì thầy đã có thể qua gặp chủ tịch nhất ngay hôm Hoàng Nga vừa gọi điện vì thầy đang thất nghiệp nằm dài ở nhà. Nhưng thầy phải đóng vai người bận rộn quanh năm vì thân chủ dành nhau níu kéo nên thầy đành ngồi chơi xơi nước ăn mì gói thêm mấy hôm nữa rồi mới đón xe khách sang trình diện chủ tịch nhất. Thầy chạc tuổi ngoài 40, dáng người đầy đặn đeo kính trắng mặc dù thầy không hề cận thị. Thầy mặc bộ đồ đặt may màu trắng đục, cài nút từ cổ thẳng xuống bụng, giống như trang phục của võ sinh tàu thời Lý Tiểu Long. Thầy mang theo cuốn sách dày cộm toàn chữ tàu mà chính thầy không hiểu gì cả, nhưng có in hình bát quái ở ngoài bìa, nom rất huyền bí. Thầy đặt cuốn sách trên bàn, bắt tay chào hỏi rồi nhập đề ngay. Tôi phải bỏ dở công việc bên thường tín, khẩn trương chạy sang đây vì cô học trò tôi nó cứ nặng nặc bảo là ông chủ tịch cần gặp tôi gấp. Chủ tịch nhất gọi người pha trà mời khách rồi nói Cảm ơn thầy, thế thì quý hóa quá, tôi vội lắm. Thầy uống tạm cốc nước chè cho đỡ khát rồi tôi với thầy ra bờ sông. Chủ tịch nhất mở tủ lấy gói thuốc 3 số 5 còn nguyên khui ra mời thầy và lịch sự nói Chưa được hân hạnh biết thầy nhưng mà cô Hoàng Nga đã có lời giới thiệu thì tôi rất là an lạc. Thầy Lâm Quan bật lửa rít hơi thuốc đầu tiên rồi hạ giọng nhỏ xuống như sợ có người theo dõi, thầy bảo: "Xin ông chủ tịch giấu hộ tôi, đừng để lọt ra ngoài. Nhà ông Nguyễn Tấn Dũng với ông Nguyễn Phú Trọng đều do một tay tôi thiết kế, nhất là ông Dũng, nhờ theo đúng lời tôi đó, ông Dũng ngồi ghế thủ tướng vững như bàn thạch. Việt Nam ngày nay có một nền văn hóa mới rất phổ biến gọi là văn hóa nổ, hình như không nổ người ta chịu không được." nổ từ trên xuống dưới đủ kiểu đủ cách ở những nước văn minh như mỹ như canada người có nhiều thì thường giấu bớt ở việt nam thì có cái gì cũng đem khoe và khoe luôn cả những cái gì mình không có dần dần nói dóc trở thành thói quen thành truyền thống chăm voi không được bát sáo mà đặc biệt là nói dóc nhưng không ai biết ngượng cả chủ tịch nhất gật đầu cho xong chuyện ông không cần thầy khoe thành tích chỉ biết thầy là thầy của Hoàng Nga thì chắc chắn thầy phải giỏi rồi, ông bảo, tôi cũng có nghe nói, thầy cố giúp tôi đi, xong việc thì tôi không để thầy thiệt thòi. Câu này chủ tịch nhất đã từng nói với Hoàng Nga bây giờ lặp lại trực tiếp với thầy Lâm Quan khiến thầy mừng lắm, nhưng thầy tỏ thái độ thản nhiên làm như mình không quan tâm đến tiền, thầy uống cạn tách trà rồi bảo, ông chủ tịch sắp dọn nhà mới nên tôi chẳng cần nói. Chứ nếu mà ở lại căn hộ này đó thì nên chặt bỏ cái cây liễu ở trước cửa. Cây liễu thường rũ xuống, nó là cái hình ảnh buồn thảm, về lâu về dài sẽ không có lợi về mặt sức khỏe, về bản mệnh và gia đạo. Nguyễn Bính có mấy câu thơ chắc ông chủ tịch đã biết. Chiều về trầm chậm trong hưu quạnh, tơ liễu theo nhau nhảy xuống hồ. Tôi thấy quanh tôi và tất cả, châu thành Hà Nội chít khăn sâu xin ông chủ tịch nhớ hộ tôi là liễu chỉ nên trồng quanh bờ hồ hoặc ở cuối vườn không rồng trước cửa nhà chủ tịch nhất gật đầu vậy mà chả ai nói với tôi về cái điều này rồi hai người sánh bước ra cửa chủ tịch nhất thấy hoàng nga nói đúng thầy lâm quan là người trí thức thông hiểu nhiều vấn đề lại giỏi cả thơ văn ông hài lòng bảo tôi sẽ giao hết công việc cho thầy chỉ đạo sân trước sân sau dòng cây gì là việc của thầy nhưng mà bây giờ mình đi ra ngoài ấy đã để thầy xem thế đất rồi mới lên kế hoạch cụ thể thế là chỉ vài ngày sau công nhân các ngành lập tức tụ tập trên mảnh đất mới của chủ tịch nhất tổng số có đến cả trăm người vì gia chủ muốn hoàn thành càng nhanh càng tốt xây nhà thì có công trình sư chỉ huy công trường còn bốn phía quanh nhà thì thầy lâm quan toàn quyền thiết kế nhà xây cứ xây cùng lúc với việc đào hồ sen dựng hòn non bộ và xẻ kinh bắc cầu ở sân trước công tác cho chủ tịch tỉnh thì đứa nào dám lơ là thành ra chỉ ba tháng sau là hoàn tất cả trong lẫn ngoài chủ tịch nhất trả tiền thầy lâm quan rất rộng rãi trước khi chia tay thầy cẩn thận dặn cửa chính chỉ để cho đẹp thôi cho đúng hướng thôi ông chủ tịch nên ra bằng cửa hậu cứ xem như nhà ông chủ tịch là quay mặt ra dòng sông như thế thì nó có lợi hơn Điều này thì hoàn toàn đúng ý chủ tịch nhất vì ông vẫn cố tưởng tượng nhà ông giống như nhà ông huyện sĩ thời xưa nhìn ra dòng sông mới phát đạt được. Thầy lại kéo chủ tịch nhất ra sân, lùi ra khá xa chỉ lên nắp nhà và giảng. Ông chủ tịch để ý đây này, chỗ hai cái mái nó nối vào nhau để nước chảy xuống máng á. Là điểm mà ông chủ tịch phải cẩn thận. Nó giống như cái hình thanh gươm, cho nên khi kê giường hay là kê bàn làm việc trong nhà cần tránh không được kê ngay trực tiếp dưới cái lưỡi gược bởi vì về lâu về dài sẽ bị đau ruột giống như dao đâm hay của là hoặc là gãy chân gãy tay giống như là bị gươm chém tất cả những chi tiết quý giá ấy chủ tịch nhất đều cẩn thận ghi vào một cuốn sổ nhỏ bắt tay từ giã rồi thầy lâm quan mới sực nghĩ ra và lại đề nghị thêm một chi tiết nữa để chứng tỏ sự tận tâm tối đa của mình đối với chủ tịch nhất một thân chủ mà thầy cho là cực kỳ quan trọng trong cuộc đời hành nghề phong thủy của thầy. Thầy nói, nhà ông chủ tịch là số 191 đường Hàm Nghi. Chủ tịch nhất ngắt lời, thì đúng rồi nó vẫn cái là cái số cũ của nhà máy diệt chiến thắng mà. Tôi đang đặt người ta đúc cho cái bảng số nhà này bằng đồng, thật là nổi để gắn ở ngoài cổng. Thầy Lâm Quan dơ tay ngăn lại, khoan, khoan, ông chủ tịch đừng đặt bảng số nhà vội. Chủ tịch nhất lại nhíu mày ngắt lời, Sao thế tôi đặt rồi Vài ngày nữa là xong Thầy Lâm Quan ân cần cắt nghĩa Đứng về mặt phong thủy Thì 191 không phải là số đẹp Số đẹp nhất vẫn là số 8 Bởi vì số 8 tiếng Tàu nó phát đâm là bát Mà chữ bát nó lại đồng âm với chữ phát Tức là phát tài hay là phát lọc Vì vậy người ta mới chịu Mua bảng số xe này Số nhà số điện thoại Trả tiền nhiều hơn Để có được số 8 Chủ tịch nhất chưa hiểu mặt ngơ ngơ ngác nhắc lại. Nhưng mà nhà mình là số 191 rồi thì lấy ở đâu ra số 8? Thầy Lâm Quan hãnh diện cười. cười. Người ta không lấy được nhưng ông chủ tịch thì lấy được. Tôi đề nghị ông chủ tịch bỏ cái số nhà 191 đi. Mình lấy số 188 tức là có đến hai số 8 thì lại càng tốt hơn. Chủ tịch nhất vẫn chưa hiểu trợn mắt quay nhìn thầy Lâm Quan và gắt nhẹ. Mình lấy số 188 cho nhà mình thì cái thằng nó đang có số 188 mình quăng nó đi đâu?" Thầy Lâm Quan nhẹ nhàng giải thích một cách chi tiết. "Nhà ông chủ tịch là 191 phải không ạ? Bây giờ ông chủ tịch muốn lấy số nhà mình là 188 thì ông chỉ việc chỉ thị cho ba căn hộ trước ông, tức là các hộ là 188, 189 và 190 phải đổi hết." Cái căn hộ 187 thì cho nó giữ nguyên Rồi ba cái thằng 188, 189 và 190 thì đổi thành là 187A, 187B và 187C Thế thì đến nhà ông chủ tịch sẽ là 188 Chủ tịch nhất im lặng trầm tư Thầy Lâm Quan tưởng ông chưa hiểu vội nhanh nhỏ thêm Nghĩa là trên con đường hàm nghi này Từ căn hộ số 1 đến 187 cứ giữ nguyên. Sau 187 sẽ là 187A, 187B, 187C và kế là 188 tức là nhà ông chủ tịch. Như vậy ông chủ tịch được hai con số 8. Chủ tịch nhất bật cười thành tiếng. <cười> Nghĩa là sẽ có đến 4 căn hộ cùng mang số 187. Thầy Lâm Quan gật đầu. Cùng mang số 187 nhưng mình cho nó thêm ABC ở đâu? bưu điện giao thư đâu có lẫn lộn được. Chủ tịch nhất thấy ý kiến này của thầy Lâm Quan ngang ngược quá, nhưng vì nhu cầu phong thủy, ông sẽ làm theo. Ông nói thêm: "Như thế thì mình phải đổi hết cả những căn hộ nối tiếp sau nhà mình hay sao? Chả nhẽ nhà mình 188 rồi cái căn hộ kế tiếp sẽ là 192?" Thầy Lâm Quan thản nhiên đáp: "Có sao đâu ông chủ tịch. Nhảy một vài số có thiệt hại gì cho ai?" cứ giữ như thế bưu điện họ dễ làm việc hơn. Với lại đường hàm nghi này theo tôi biết thì cũng khá dài. Nếu mà thay cả một con đường mất công lắm. Cứ bắt có ba hộ phải đổi số thì ăn thua cái gì. Chủ tịch nhất nở nụ cười mãn nguyện. Bao nhiêu chuyện động trời khác ông còn dám làm thì nhằm nhò gì việc cải ba con số còn con này. Vì nhu cầu phong thủy, dù muốn dù không, ông cũng sẽ làm theo lời thầy Lâm Quan. Dù có bị thiên hạ sầm xì, chỉ trích là dị đoan, thích con số 8 theo phong tục của người Hoa. Ông dúi thêm cho thầy Lâm Quan ít tiền nữa và dặn: "Có dịp ghé qua đây, cứ gọi cho mình một tiếng." Thầy Lâm Quan cảm động lắm, cúi đầu chào kính cẩn rồi từ giã, mang theo bao nhiêu lưu luyến. Thời gian trôi nhanh, mới đó mà gia đình chủ tịch nhất dọn vào căn nhà mới này đã 4 tháng. Mấy ngày đầu bà Nhất cứ đi vòng quanh cả trong lẫn ngoài, nhìn ngắm cảnh vật và cười cười bảo chị người làm: "Ôi trời ơi, nhà to quá, đi mỏi cả chân, nhất là ngoài sân." Chị người làm ở với bà đã 5 năm nên cũng coi như người trong gia đình. Khuống chi tính bà Nhất vốn bình dị, hiền hòa nên chị người làm ở với bà thấy rất dễ chịu, ít khi bị bà mắng chửi như nhiều bà chủ quan quyền khác. Chị nói: ừ mọi chân thì cũng chả đến nỗi mỏi chân nhưng mà nhà nó to quá để mà chỉ có ông với bà bà nhất vui vẻ ngắt lời chỉ còn chị chị nữa là gì rồi còn bảo vệ rồi còn lái xe ít ra cũng năm người chứ ít đâu chị bếp biết bà chủ nói đùa cho vui nhưng mặt chị vẫn buồn chị chớp mắt nghiêm mặt nói bà con nói thật nhá con ở nhà cũ thì con chả để ý nhưng mà dọn sang đây nhà đã to mà nhất là cái sân nó lớn quá tự dưng con có cảm giác như là nhà nó vắng vẻ quá Nhất là cô Phụng cô lại đi xa Bà Nhất nén tiếng thở dài Chị bếp lại tiếp Này, Cô con mà có gọi điện về Thì bà nhớ cho con gửi lời thăm nhé Bà bảo với cô là con nhớ cô lắm Bà Nhất gật đầu Ừ Nó mới gọi, gọi điện về tối hôm qua Lúc này bên ấy rời rét lắm Không có như bên mình Cũng may bà Nhất dọn về đây Suốt ngày bận biểu với ngôi đền thở mẫu tại gia nên cũng không thấy trống vắng lắm mà còn thấy vui hẳn lên vì bà thấy cuộc sống có ý nghĩa. Riêng chủ tịch nhất vì quá quý căn nhà mới nên thường xuyên về ăn trưa, nghỉ một giấc rồi mới lại trở lại văn phòng ủy ban. Chị bếp lại thêm. Cậu Hàm đi xa chắc nhớ nhà lắm phải không bà? Hàm là con trai đầu lòng của ông bà nhất hiện đang ở bên Đức. Bà nhất À, đang cắm mấy cây nhang vào cái bát sành đựng cát trên bàn thờ mẫu, vội quay lại bảo. Thì đã đành rồi, nhưng mà chị đừng có nhắc nó trước mặt nhà tôi. Ông nhà tôi cũng còn, vẫn còn giận nó lắm. Chị bếp bình phẩm. Cậu dại quá cơ. Con nghe bảo là cậu ấy nghe người ta suối, rồi nhân cái lúc uống rượu say rồi làm càn. Bà nhất thở dài. Thì đấy, thôi thì cứ để cho nó đi xa, còn hơn ở nhà mà lại đi tù. Chị bếp vừa lau mấy cái chân nến bằng đồng vừa kể. Ông thì ông bảo với con là không nhờ phong thủy ấy, thì cậu Hàm không thể nào tránh cái án tù, ít nhất cũng phải 2 năm đấy. Bà Nhất phì cười nói: Ôi ơi, "Có người án tử hình mà còn chạy được, thằng Hàm thì ăn thua gì? Do khéo chạy chứ phong thủy cái gì?" Ông bà Nhất chỉ có hai đứa con một trai một gái, thật là một gia đình lý tưởng theo đúng yêu cầu kế hoạch của nhà nước cô út phụng tuy học hành không xuất sắc nhưng tính tình giống mẹ hiền lành và bình dị cô hiện đang du học ở canada tuy bố làm lớn ở quê nhà nhưng cô không muốn về vì cô đã có người yêu học cùng lớp cậu hàm con trai đầu lòng thì trái lại có cái đặc tính chung của đa số đám con các quan chức vừa có tiền và nhất là có thế lực nên ít đứa nào lo học hành mà chỉ chủ yếu là phá làng phá xóm và phá của cha mẹ Cách đây hơn 2 năm khi bố vừa lên làm chủ tịch tỉnh, Hàm quậy liền, Hàm ép một thanh niên ở thị xã, trước đây từng là bạn học của Hàm, phải nhường đào cho Hàm. Tất nhiên chẳng những chàng thanh niên đó không bằng lòng, mà chính cô gái xinh đẹp ấy cũng nhất quyết cự tuyệt. Hàm sai bảo vệ, tức công an mặc thường phục, lôi anh thanh niên đó vô tội về đồn, đánh cho một trận nhừ tử, rồi vẫn hai gã công an ấy bắt cô gái về cho Hàm hãm hiếp. Chuyện đáng lẽ có thể chìm xuống bởi người dân đã quen với những chịu đựng oan ức. Như vậy nhiều lắm rồi, nhưng vì cô gái uất hận tự tử chết nên người yêu cô bỏ trốn xuống Hà Nội nhờ báo chí đồng loạt lên tiếng tố cáo hàm. Buổi sáng hôm ấy, chị người làm giật mình thẳng thốt, cầm tờ báo chạy vào đưa cho bà Nhất và kêu lên. Ôi bà ơi, bà ơi, sao lại thế này bà ơi, có thật không hả bà ơi, đây này bà ơi bà nhất chưa hiểu gì rằng tờ báo đọc nhanh bản tin ngay trên trang nhất với bức hình chụp nạn nhân máu me đầy mặt làm chính bà cũng còn thấy xúc động bà luống cuống gọi điện cho ông chồng ở ủy ban và mếu máo nói ông ơi ông về gấp ông ơi có chuyện khẩn trương ông phải về giải quyết ngay lập tức chủ tịch nhất ngắt lời tôi biết rồi để tôi liệu bà gọi thằng hàm về bảo nó ở nhà chờ tôi cấm nó ra khỏi nhà Buổi chiều, chủ tịch nhất ở ủy ban về sớm hơn thường lệ. Hàm đang ngồi ở bàn ăn với mẹ. Ông xông vào, không nói lời nào. Dư thẳng tay tát cho Hàm một cái cực mạnh, làm thằng con suýt ngã văng xuống sàn. Ông quất ức gào lên. Tao mới nhận chức chủ tịch tỉnh. Mày đã bôi do chát chấu vào mặt tao. Mẹ mày ăn chay thắp hương cầu mẫu hàng ngày. Còn mày thì đánh người ta gần chết rồi cướp người yêu của người ta rồi hãm hiếp. Tao không ngờ tao để ra đứa con khốn nạn như mày. Bây giờ báo chí nó làm âm ý lên Cả nước đều biết Tao có nước độn thổ Chứ làm sao tao lãnh đạo cả một tỉnh Bà nhất ngước nhịp chồng khẩn khoản Thôi thôi tôi lại ông ông ơi Báo chí nó cứ đòi nó làm cho ra nhẽ Đòi đưa con mình ra tòa Ông tính thế nào bây giờ Ông nhất không trả lời vợ Tiếp tục đay nghiến thằng con Mày là một thằng hèn Mày không biết nhục Trai trẻ 25 tuổi mà không tán nổi một đứa con gái phải đi cướp người yêu của đứa khác. Mày không biết xấu hổ hay sao? Rồi ông quay sang hạ giọng bà vợ. Thiếu tương Sâm, giám đốc công an tỉnh vừa gọi điện cho tôi, nói là có lệnh bắt khẩn cấp thằng con mình để điều tra. Ông ấy bảo tôi là cả hai đứa nạn nhân, đứa sống đứa chết đều là con cựu chiến binh. Mà cựu chiến binh thì mình không được động vào cái ấy là do chính tôi chỉ thị bà biết không ông ấy bảo nếu không giải quyết thì sợ câu lạc bộ cựu chiến binh lợi dụng cái tình thế nó nhảy vào làm lớn chuyện nhưng tôi nói khéo với ông sâm tôi bảo ngay hãng khoan bắt thằng hàm nhà mình ngừng lại một chút ông tiếp bà phải nhớ là chẳng riêng chỉ quần chúng mà ngay trong đảng ủy đã có bao nhiêu người nhòm ngó cái ghế của tôi thằng này nó tạo cơ hội cho người ta phê bình tôi không khéo tôi có thể bị ngưng chức vì nó bà hiểu chưa đến giờ này hàm mới biết sợ gã ngước nhìn mẹ cầu khẩn bà khổ sở đáp lời chồng tôi biết rồi tôi biết hết tôi biết hết nhưng mà bây giờ ông tính làm sao trả nhẽ cho con vào tù à ông với tôi chỉ có một mình nó là con dai chủ tịch nhất thở hắt ra rồi chậm rãi nói thằng hàm từ hôm nay không được ra khỏi nhà tôi đã trao đổi với ông sâm rồi để nhờ ông ấy để xin ông ấy khoan cái thi hành lệnh bắt nó ông ấy bảo tôi phải giấu nó trong nhà không cho ra đường đừng có để đám nhà báo nó nhìn thấy chúng nó sẽ làm lớn chuyện bà vợ ngắt lời nhưng mà cứ để nó ngồi trong nhà thế này mãi sao chủ tịch nhất lại thở dài và bảo tôi sẽ nói chuyện với ông sâm đổ hết tội cho hai thằng bảo vệ ông sâm sẽ bố trí công tác cho hai thằng ấy đi chỗ khác chẳng hạn xuống huyện chẳng hạn rồi tôi sẽ khẩn trương tìm cách đưa thằng hàm ra nước ngoài đi đức đi tiệp là dễ nhất ở bên ấy vài năm cho tình hình nguôi đi rồi mới về hàm lại đưa mắt nhìn mẹ vì hàm không muốn xa nhà nhưng bà đành ngồi yên vì chồng bà thu xếp để con trai bà khỏi vào tù đã là quý lắm rồi Chủ tịch Nhất lại buồn giàu thêm. Ông Thành, bí thư tỉnh ủy cũng vừa gọi cho tôi. Ông ấy bảo là con dạy cái mang, nhưng mà thu xếp đi đừng để có to chuyện. Đêm hôm ấy, bà Nhất ba bốn lần dậy thắp hương, bàn thờ mẫu, cầu xin cho con trai được bình yên. Tình mẫu tử tự nhiên khiến bà chỉ nghĩ đến con mình, mà không hề bận tâm đến con người khác. Mãi đến sáng hôm sau, chị bếp đi chợ về, vội vàng đặt giỏ thức ăn rồi hốt hoảng bảo bà. Không xong rồi bà ơi, không xong rồi. Cả chợ hôm nay chỉ xúm nhau bàn tán về chuyện cậu hàm của con. Hãy con đi ngang qua chỗ nào là chỗ ấy họ cứ 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 cố tình họ nói to lên để con nghe thấy rồi con về con kể lại với bà. Bà nhất sau một đêm thức trắng, nét mặt lo âu hỏi. Họ nói cái gì? chị người làm tường thuật tỉ mỉ. Họ bảo rằng thì là mẹ thì lập đền thờ ngay trong nhà mà để con hãm hiếp rồi giết người. Bà Nhất đau nhói trong lòng nhưng vẫn nhăn mặt cãi. Sao lại bảo là thằng Hàm nó giết người? nó giết ai chị người làm phân trần ôi cộng quan thì quan chị lặp lại lời người ta nói thôi họ nói là cậu hàm tuy là không trực tiếp gây ra cái chết của cái trang nhưng mà vì cậu cậu ấy làm nhục nó cho nên nó đi nó tự tử đây này cái bà mùi bán bánh cuốn nói oang oan lên rằng là oan hồn con bé ấy, nó sẽ đuổi theo cậu hàm suốt đời không khóc đầu lên được đâu bà nhất vốn tin những chuyện huyền hoặc ở cõi bên kia nên vô cùng lo sợ chị người làm lại thêm. Đây này bà ơi, họ còn tính, họ tính là họ đưa đám ma cái trang đi ngang trước cửa nhà mình. Mà đám ma sẽ đông lắm, vì con bà nghe bảo rằng họ sẽ huy động tất cả cựu chiến binh đi hết. Bà, bà làm sao bà báo cho ông biết, để ông bố trí bảo vệ bà. Bà nhất nước mắt lưng chồng vội vã gọi điện cho chồng và kể lại hết những điều chị người làm vừa tường thuật. Rồi bà kết luận xuôi theo ý của chị người làm. Ông ơi, con mình thì mình thương Con người ta Tất nhiên là người ta cũng thương như mình thương con mình Con bé nó mới hai mươi mấy Mà tự tử chết Mẹ cha nào mà chả đất ruột Hay là Ông để tôi chạy sang Tôi gặp người ta Tôi đưa cho người ta ít tiền ma chay Gọi là xoa dịu phần nào nỗi khổ của gia đình người ta Chị người làm đứng bên cạnh Nghe bà Nhất nói gật đầu lia lịa Chị biết bà Nhất vốn là người từ tâm nhưng ông nhất bực bội lắm đưa tiền tức là gián tiếp nhận trách nhiệm về cái chết đó hay sao con bé nó tự tử chứ đâu có phải con ông giết nhưng ông mới lên nắm chủ tịch được có mấy tháng nếu những thành phần xấu lợi dụng tình thế biến đám tang thành cuộc biểu tình tuần hành đi qua nhà ông thì tỉnh ủy sẽ xử trí thế nào thời buổi này cứ nhắc đến mấy chữ tập trung biểu tình là ông ngại lắm rồi bất đắc dĩ ông đành phải não nề vào <laughs> Đã đến nước này thì cũng phải vậy thôi Bà đến gặp người ta cũng được Nhưng kín đáo một tí Để tôi bảo thằng Hiễu nó đưa bà đi Ông không thấy việc làm của vợ ông là đúng Nhưng ông cần xoa dịu tình thế Để bảo vệ cái ghế chủ tịch của ông Cho nên ông thêm Nếu bà định gặp người ta Thì bà đi ngay đi Bà hạ mình nói khéo với họ cho chuyện nó êm đi Bà nhất hỏi Thế ông ông định đưa cho 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 họ bao nhiêu đây Tùy bà 10 triệu, 20 triệu, miễn bà đến gặp họ là họ hả dạ rồi. Một mặt chủ tịch nhất khẩn trương lên kế hoạch đưa hàm ra nước ngoài để khỏi phải ra tòa. Thế là giờ này hàm ở Đức đã gần 2 năm, dứt khoát chủ tịch nhất chưa cho về. Một buổi trưa có người đàn ông khoảng 40 ăn mặc tươm tất áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây màu xanh nước biển, đi bộ trên con đường hàm nghi mặt trời đang đứng bóng tỏa sức nóng mùa hè hừng ngực xuống cảnh vật lúc ấy chủ tịch nhất cũng vừa từ ủy ban về ăn trưa chiếc ô tô màu bạc đậu lẻ loi bên hông nhà gần phía sân sau khi tới gần cổng chính trước mặt tiền nhà chủ tịch nhất chỗ gã công an trẻ mặc sắc phục đeo súng đứng gác người đàn ông lạ mặt dừng lại rút trong túi áo một phong thư chìa ra trước mặt gã công an và nói anh cho tôi gửi lá thư này trong chủ tịch tỉnh Gã công an chố mắt nhìn người lạ lùi lại một bước rồi nói Đây là nhà riêng của đồng chí chủ tịch Ông muốn xin sỏ hay khiếu nại điều gì thì ra văn phòng ủy ba. Người đàn ông thoải mái nói Không tôi tôi không khiếu nại gì cả Tôi chỉ xin gửi ông chủ tịch lá thư thôi Gã công an gỡ cây súng trên vai xuống Lăm lăm cầm trong tay trong thế tự vệ và gắt nhẹ Ông là gì của ông chủ tịch mới được chứ Gửi thư sao không dán tem bỏ thùng thư Người đàn ông nhẫn nại đáp Tôi chả là gì của ông chủ tịch cả. Tôi chỉ là một người dân thường, nhưng tôi cần gửi ông chủ tịch lá thư này. Mẫu đối thoại chỉ mới được 1-2 phút thì từ quán cà phê bên kia đường, hai gã bảo vệ đã lao nhanh sang, hầm hầm nhìn người đàn ông lạ mặt và hỏi. Chuyện gì thế? Gã công an sắc phục đáp. Ông này muốn gửi lá thư cho chủ tịch nhất. Một gã bảo vệ nhìn tác giả bức thư gần giọng Đây không phải là văn phòng ủy ban, không tư tì gì ở đây cả. Đi ngay không thì còng tay bây giờ. Vừa lúc đó, anh lái xe ngồi trên thềm nhà chờ chủ tịch nhất ăn trưa, thấy cảnh lạ cũng hiếu kỳ chạy ra. Đó là Hữu, còn rất trẻ nhưng tướng tá khỏe mạnh, vừa là tài xế vừa là bảo vệ của chủ tịch nhất. Hữu đứng sau hàng rào sắt và hỏi, có việc gì mà ô nào thế? Đã công an sắc phục lặp lại, có cái ông này này muốn gửi lá thư cho chủ tịch nhất, tôi bảo ông ấy ra nộp ở ủy ban, nhưng ông ấy cứ nhùng nhằng không có chịu đi. Chuyện này chưa xảy ra bao giờ nên Hiếu rất ngạc nhiên. Anh tò mò hỏi, thư gì mới được chứ? Người đàn ông điềm tĩnh nhắc lại, thư riêng, anh làm ơn đem vào cho ông chủ tịch. Cần lắm tôi nói thật, tôi chịu trách nhiệm. Hai gã bảo vệ cùng với gã công an sắc phục để im lặng, để nhường lời cho Hiếu. Bởi vì Hiếu tuy chỉ là lái xe, nghĩa là chức vụ rất nhỏ, nhưng ngày ngày gần gũi xếp lớn. Dù sao cũng hiểu rõ xếp hơn, Huống Chi Hữu lại là em bà con của bà chủ tịch, nên ngoài công tác còn có tình họ hàng. Nói đúng ra, Hữu là một loại tay hòm chìa khóa của chủ tịch nhất, những giao dịch tiền bạc đút lót thường đôi khi qua trung gian Hữu rồi mới đến bà chủ tịch. Hữu đỡ cái phong thư từ tay người đàn ông lạ, nhìn thoáng rồi ngẩng lên hỏi: "Ông tên gì?" Người đàn ông tự tin đáp: "Tôi là Phong, Trần Quốc Phong." Tôi tôi có ghi tên, địa chỉ, số điện thoại đầy đủ ngoài phong bi mà, nhưng anh cứ đưa vào giúp. Hiếu nhìn người đàn ông tên Phong, thấy ông ta có vẻ hiền lành và thành thật, nên sau mấy giây ngần ngừ Hiếu bảo: "Ông đứng ở đây chờ tôi, các đồng chí giữ ông ấy lại, đừng cho đi đâu, nhỡ thủ trưởng cần gọi." Phong hân hoan, hoan lên tiếng ngay: "Tôi sẽ chờ ở đây, nhờ anh cứ đưa vào đi, tôi cảm ơn." Hiếu cầm phong thư quay vào đi những bước thật nhanh lên thềm nhà hai gã bảo vệ đứng sớ rớ một chút rồi cũng băng ngang đường trở lại quán nước tiếp tục uống cà phê còn lại mình phong đứng với gã công an gác cửa gã cũng thuộc loại hiền lành không hống hách nạt nộ người lạ dù là bà con xa bên vợ chủ tịch nhất gã hỏi phong ông ở gần đây hay ở xa sao không gửi thư qua bưu điện mà lại mang lại tận đây phong cười giải thích Tôi sợ ông chủ tịch nhiều giấy tờ quá, không có thì giờ đọc nên tôi đánh liều đem thư lại đây. Điều này thì Phong nói rất thật. Lúc Hiếu đưa thư vào thì chủ tịch nhất đã ăn trưa xong, đang nằm thoải mái hút thuốc trên chiếc ghế bố sau nhà. Cái vị trí mà ông yêu mến nhất, trên hàng hiên cao có mái che dập nắng. Gió sông đưa lên từng đợt thoáng mát. Chỉ trong khoảnh khắc là chủ tịch nhất sẽ thiêu thiêu ngủ thiếp đi như thường lệ. Nhưng Hiếu bước vào đúng lúc, Nghe tiếng động, chủ tịch nhất ngẩng lên hỏi, gì thế hiếu? Vừa nói ông vừa nhỏm người, rụi mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn thủy tinh đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Đối với một người ngoài thì chủ tịch nhất thường cứng rắn và hay nổi nóng gáy gắt. Nhưng với kẻ ăn người ở trong nhà thì ông lại rất dịu dàng. Ông luôn luôn nhớ lời vợ dặn. Những đứa gần mình chính là những đứa có thể hại mình dễ dàng. Bởi vì chuyện gì trong nhà Nhà mình chúng nó biết hết Đây này, ông cứ non cái gương ông sản thì biết Ai đời ông ấy cho thằng Hiệu ở trong nhà Cơm ăn áo mặc trá thiếu cái gì Thế mà nó nỡ nòng nào Nó thông đồng với cái đám nhà báo Nó khui hết mọi chuyện tham ô của ông ấy Đúng là nuôi ông tay áo Ông sản bây giờ đấy Ngồi tù 4 năm Nhà nước tịch thu tài sản Vợ con nheo nhóc đi bán từng giỏ khoai Thảm lắm vì câu chuyện ông Sản, giám đốc thủy sản bị người làm tố giác đến thân bại danh liệt, bà Nhất tuyệt người rất kỹ. Từ bảo vệ gác cổng lái xe cho đến mấy người ở trong nhà, bà đều dùng người trong họ hàng. Vì bà cho rằng dù sao tình máu mủ vẫn hơn người ngoài. Hiểu là một trong trường hợp điển hình. Chủ tịch Nhất thích Hiểu lắm vì nhanh nhẹn mà lại kín đáo, ít khi la cà trà dư tử hậu. Nghe chủ tịch nhất gọi, Hiếu bước nhanh lại và nói um, Có cái ông kia ông cứ đằng đặc um, đòi gửi lá thư này cho anh. Bảo vệ đuổi đi, lão cũng không đi. Lão bảo lá thư này cần lắm, em cầm vào trình anh. Um, nhưng em bắt thằng Cang giữ lão lại ngoài cổng. Chủ tịch nhất đưa tay đỡ lá thư, lật qua lật lại rồi hỏi Nó là thành phần nào? Giái trẻ. Hiếu ngồi xuống cái ghế mây bên cạnh chủ tịch nhất và lắc đầu đáp em cũng chả biết nhưng nhưng nó mặt thì thấy cũng hiền lành lắm chủ tịch nhất đoán ngay là thư khiếu nại hoặc kêu oan nên quay sang mắng hữu thư tử vớ vẩn mày cầm vào đây làm cái gì hữu ngượng ngùng úa nhắc lại <laughs> tại em non mặt thấy lão hiền lành mà lão lại bảo là cần lắm nên em, em mới mới nhận chủ tịch nhất lại hỏi nó vẫn còn ngoài cổng đấy chứ hữu gật đầu nhắc lại vâng lão vẫn còn ngoài ấy đợi lại anh em bắt thằng cang phải giữ lão lại mà vì đâu có biết lão viết gì trong thư chủ tịch nhất nghĩ nhanh đến những bài báo gần đây mà đám ký giả gọi là những khiếu tố của dân oan làm ông bực mình toàn quăng lá thư đi nhưng thấy tên tuổi và địa chỉ người gửi ghi rất rõ ràng ngoài phong bì lại thêm tác giả vẫn còn đứng chờ ngoài cổng ông mới tạm an lòng bóc thư ra xem tuy vậy trước khi đọc ông lại hỏi thêm thế đã xét chứng minh thư của nó chưa hữu hứa đáp chưa anh nhưng mà lão vẫn đứng đấy mà anh 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 muốn thì em chạy ra bảo thằng cang lấy giấy tờ của lão vào đây chủ tịch nhất không nói gì nữa hữu lùi ra xa mấy bước rón rén ngồi xuống chiếc ghế kê sát tường ở góc nhà yên lặng chờ phản ứng của sếp lớn chủ tịch nhất ngả người trên ghế bố đưa lá thư lên đặt kính gửi ông chủ tịch Tôi chỉ là một người dân thường ngày nào cũng đi qua nhà ông chủ tịch. Nhiều lần muốn gửi ông lá thư này mà cứ ngần ngại mãi vì chẳng biết có đến tay ông chủ tịch hay không. Thành ra hôm nay tôi đánh liều mang đến tận nhà, mong ông bỏ qua sự đường đột của tôi. Bây giờ tôi xin vào thẳng vấn đề vì biết ông chủ tịch rất ít thì giờ. Tôi xem báo và truy cập thông tin trên mạng thì được biết ông chủ tịch sinh năm 1964, tuổi giáp dần mạng phúc đăng hỏa. Chủ tịch nhất nhíu mày khựng lại vì chả hiểu thằng điên này định nói chuyện gì mà lại đem ngày sinh tháng đẻ của ông ra. Tuy nhiên thư mở đầu như thế làm ông tạm yên tâm. Ông tò mò cúi xuống đọc tiếp. Thưa ông chủ tịch, dù là tử vi, tử bình, địa lý hay phong thủy thì cơ bản vẫn phải dựa trên ngũ hành, kim thủy mộc, hỏa thổ việc sinh khắc chế hóa của ngũ hành không thể xem thường được. Ngày xưa nhà Chu cai trị Trung Hoa đến 700 năm mà cuối cùng bị nhà Tần lật đổ. Vì sao? Bởi nhà Chu thuộc hành hỏa, nhà Tần biết dùng hành thủy mà chế ngự rồi tiêu diệt hẳn nhà Chu. Bởi chỉ có nước mới dập tắt được lửa. Chính vì vậy, vua đầu nhà Tần, tức Tần Chính Vương, mới tự mãn xưng là Tần Thủy Hoàng. Chứ Thủy tuy có nghĩa là đầu tiên, nhưng cũng có nghĩa là nước chủ tịch nhất giật mình hoang mang dừng lại ông vói tay bưng tách trà nhấp một ngụm lớn nội dung lá thư mới có mấy hàng đầu đã lôi cuốn ông mạnh mẽ bởi nó nhắc đến cái đề tài rất hợp với ông đánh trúng cái thị hiếu sâu thẳm của ông ông đặt tách trà ngả người ra ghế bố và chăm chú đọc tiếp người xem phong thủy dù ở trình độ sơ đẳng nhất cũng phải biết thủy hỏa tương khắc nghĩa là nước sẽ dập tắt lửa thế mà tư thất của ông chủ tịch hậu viên đã dựa vào dòng sông, tức là nước đã đủ rồi. Bên trái lại đào thêm hồ sen, bên phải dựng các hòn non bộ với giếng phun nước suốt ngày đêm. Thậm chí đến tiền sảnh cũng đào thêm dòng suối cạn và đổ nước vào bắc cây cầu đi ngang. Như thế là cả bốn bề đều có thủy vây quanh mạng hỏa của ông chủ tịch. Không biết ai đã cố vấn ông chủ tịch, nhưng có lẽ người ấy cứ tưởng hễ nói đến phong thủy là phải cần nhiều nước mà không xét đến yếu tố ngũ hành. Như trên tôi đã thưa với ông chủ tịch, Tần Thủy Hoàng dùng hành thủy mà chế ngự hành hỏa của nhà Chu. Nhưng Tần Thủy Hoàng lại sai lầm là dùng quá nhiều màu đen, từ nhung phục triều đình cờ lọng trong cung cho đến quân phục binh lính, tất cả đều màu đen là biểu tượng của hành thủy. Nghĩa là Tần Thủy Hoàng lạm dụng hành thủy quá đáng. Lẽ ra phải dùng màu vàng hay màu trắng là hành kim vì kim sinh thủy thì mới bền vững âu cũng là trời định cho nhà tần mắc cái khuyết điểm ấy cho nên tần thủy hoàng chỉ truyền được thêm có một đời con là nhị thế rồi tàn lội, lưu xú vạn niên nay quan sát tư thất của ông chủ tịch tôi thấy tứ bề đều có nước vây quanh tôi lấy làm lo ngại cho mạng hỏa của ông chủ tịch theo cái nhìn chuyên môn của người biết đôi chút về phong thủy đọc đến đây chủ tịch nhất đang nằm trên ghế bố bỗng sửng sốt ngồi thẳng lên buông bức thư xuống bàn lấy cái gạt tàn đè lên vì gió sông vẫn đang thổi vào đều đặn. Ông ưu tư nhớ nhác nhìn ra dòng sông trước mặt. Ông bực bội nghĩ nhanh đến thầy Lâm Quan mà ông đã trả công đến 10.000 đô la Mỹ. Rồi ông còn đổ ra hàng đống tiền cho thầy trang trí chung quanh nhà, chấp nhận cho thầy ăn xén ăn bớt trong mấy xe vật liệu thầy mua, chấp nhận cho thầy thông đồng chia chác với nhà thầu xây cất. Ông tự hỏi Lẽ nào một thầy phong thủy có tiếng như Lâm Quan Từng chỉ dẫn cho các đồng chí ở bộ chính trị Mà lại sơ sót đến độ không nhìn ra là thủy khắc hỏa Bởi nếu nhìn ra Thầy đã không suối ông đào hồ sen Đặt giếng phun và khơi thêm dòng suối trước sân nhà Ông nóng này toan gọi điện cho thầy để cật vấn Nhưng ông cố dằn lại Và đọc cho xong lá thư Ông vói tay lên bàn Lấy điếu thuốc cắm lên môi Run run bật lửa rồi cầm lá thư lên Đọc tiếp thưa ông chủ tịch tuổi giáp thìn vốn thuộc vận số phục đàm chi long tức là rồng ẩn mình trong đầm nước nay lại thêm tứ bề đầy nước bao vây thì biết bao giờ rồng mới vươn thoát khỏi ao tù huống chi sách vẫn có câu đa thủy tắc kim trầm tức là nước nhiều quá thì vàng sẽ chìm mất mong ông chủ tịch để ý xem lại đừng tự mình làm mất vượng khí của mình mệnh phúc đăng hỏa tức là lửa đèn chụp cũng có nghĩa là lửa chiếu ban đêm mà sách tàu gọi là dạ minh chi hỏa lửa ấy vốn đã yếu nay gặp nhiều nước quá thì có thể bị dập tắt rất dễ dàng chủ tịch nhất lại tạm ngưng toát mồ hôi ngẩng đầu thở dài và lại càng bực bội nghĩ tới thầy lâm quan vừa lúc ấy điện thoại di động gieo vang ông cầm lên nhìn thoáng cái iphone nhận ra cô thư ký ở văn phòng ủy ban cô là thư ký riêng và cũng là người tình bán thời gian của ông tuổi mới ngoài 20 nhưng cứ quen miệng gọi ông là anh từ ngày đầu cô vào phỏng vấn. Lúc đầu lý do chính mà ông tuyển cô là vì cô rất giỏi tiếng Anh. Khi cần phải gặp gỡ những đối tác nước ngoài, ông cần có người thông dịch đáng tin cậy. Rồi các chuyến công tác ngắn ngày xuống các huyện hoặc về họp ở Trung ương, ông đều dẫn cô đi theo ở chung khách sạn. Chuyện trung động, xác thịt diễn ra như một quy luật tự nhiên cách khác biệt ở xã hội việt nam ngày nay chỉ là những cô gái đẹp mà người ta thường gọi là chân dài cặp kè công khai với các đại gia hay quan chức đã có vợ là điều diễn ra bình thường mà chính các cô không hề che giấu bà nhất cũng biết láng máng chồng mình có đào trẻ nhưng bà không bận tâm lắm vì bà là người đồng bóng nửa hư nửa thực bà tin chồng bà có đi đâu rồi cũng sẽ quay về Hôm nay đang lúc bận tâm về lá thư phong thủy thì cô thư ký gọi. Ông buồn giàu hỏi. Có việc gì không Dung? Đầu dây bên kia cô thư ký đáp. Anh ơi, có ông Thịnh, tổng giám đốc tập đoàn TKB, bảo là có hẹn với anh lúc 2 giờ. Chủ tịch nhất nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ hẹn đến 20 phút nên vội bảo. Em bảo với lão là anh có việc đột xuất, không tiếp lão được. Bảo lão cứ về đi, giờ anh sẽ anh sẽ gọi điện cho lão sau. Dứt lời ông cúp phôn rồi lại cầm lá thư lên đọc tiếp. Xét theo ngũ hành thì hỏa khắc kim và nhất là khắc thủy. Tốt nhất chỉ có hành mộc là làm lợi cho hành hỏa. Tư thất của ông chủ tịch được hai điểm tốt. Thứ nhất là làm nhà đúng hướng nam. Tuổi giáp thì nam mạng là thuộc quẻ ly, hướng chính nam là vượng khí. Thứ hai là sau lưng có dòng sông ít sóng lớn. Chắc ông chủ tịch cũng thừa biết chuyện ông huyện sĩ thời Pháp thuộc cũng chỉ nhờ làm nhà trên bờ sông Bảo Định gặp thế đất tốt mà trở thành giàu có cực kỳ. Tôi chắc ông chủ tịch chả mong giàu sang như thế đâu, nhưng lộc trời đang ban cho mình thì mình cần gìn giữ để không phụ lòng trời. Bàn làm việc của ông chủ tịch nếu nhìn về hướng đông thì cũng là đắc địa, sách xưa gọi là hướng thần tài của người giáp thìn. Còn chung quanh nhà cần giảm bớt nước, giảm ngay càng nhiều càng tốt, thay vào đó là trồng nhiều cây xanh bởi vì mộc sinh hỏa cả nội thất cũng thế hỏa khắc kim cho nên bỏ bớt các đồ dùng bằng kim loại giường tủ bàn ăn salon tiếp khách tất cả nên sắm bằng gỗ là hành mộc phù trợ cho hành hỏa của ông chủ tịch nói chung mạng hỏa của ông chủ tịch cần tránh xa thủy mà bám lấy mộc như thế mới giữ thế lâu dài được ông nhất buông lá thư thừa người nhìn mông lung ra bãi cỏ chạy dài thoi thoải xuống mé sông toàn thân ông run lên vì giận rồi ông lại cầm cái phong bì lên nhìn vào tên ghi ở góc phong thư và lẩm bẩm nói một mình trần quốc phong đây mới đích thực là thầy phong thủy nhiều kinh nghiệm không ngờ cái lão lâm quan này chỉ nỏ mồm kiến thức còn thua cả cái ông này ông bỏ lá thư trên bàn lấy cái gạt tàn đè lên rồi ngả người ra và nhắm mắt lại để suy nghĩ thêm về những điều vừa nêu ra trong bức thư ông lẩm bẩm nói nho nhỏ như tự nhắc nhở mình mộc sinh hòa thủy khắc hòa chỉ có mộc mới làm lợi cho người mạng hòa ông giật thoát mình vì chưa gì ông đã thấy đúng quá Tỉnh của ông là một tỉnh trù phú có cả lâm sản lẫn thủy sản bao nhiêu công ty khai thác gỗ mà ông cấp giấy phép đã mang lại lợi nhuận lớn lao cho họ và dĩ nhiên cho ông. Như thế thì đúng là mộc sinh hỏa. Hay nói cách khác, ông chỉ phù hợp với bất cứ thứ gì có liên quan đến hành mộc. Trong khi đó, ngành đánh cá càng ngày càng lộn bại, vừa dọn vào căn biệt thự này ngay sau bữa tiệc. Tân gia linh đỉnh, ông đã phải đối diện với một nỗi khổ tâm và hết sức bực mình. Đoàn tàu đánh cá của ngư dân trong tỉnh của ông kéo nhau ra khơi. Chưa được bao xa đã bị mấy cái tàu của Trung Quốc xông tới hút mạnh, đuổi vào bờ và thậm chí còn bắt cả ngư dân nhốt trên tàu của họ hơn một tuần lễ. Vì thể diện ông tức lắm, tỉnh ủy lại càng giận điên lên và nhất là các chủ thuyền, các ngư phủ và thân nhân đồng loạt phản ứng. Nhớ lại chuyện đó, Chủ tịch Nhất đứng dậy lùi thủi đi lại đầu nhà, nhìn ra hồ nước mới thả sen, chưa kịp nở hoa rồi ông lại vòng qua bên hông bên kia ngắm khu trang trí toàn là nước mà ông vốn tâm đắc nhất vì quá đẹp và quá lạ. Rồi còn cây cầu Nhật Bản xinh xắn ở mặt tiền nữa. Chả nhẽ mới vừa thiết kế được có mấy tháng, bây giờ lại cho người phá hết để trồng toàn cây. Tiền thì ông không tiếc, nhưng làm như thế thiên hạ sẽ chê ông phung phí và chắc chắn sẽ có đứa cười ông ngớ ngẩn. Nghĩ đến dư luận thiên hạ, ông sực nhớ lại lúc mới dọn vào nhà máy để được có 3 tuần Đã có ngay một bài viết trên mạng Tố giác ông lấy đất của nhà máy chiến thắng Để xây nhà cho mình Căn nhà mà bài báo gọi là Ngôi biệt thự siêu khủng Của chủ tịch Vũ Duy Nhất Bài viết có cái tựa đề hóm hình là Chủ tịch Vũ Duy Nhất Đã chiến thắng nhà máy dệt chiến thắng Bài viết ấy lan đi rất nhanh Khiến người ta ùn ùn kéo đến Và lấm lét ngó vào nhà ông Ông tức lắm Nhà ông mà dám gọi là siêu khủng làm chủ tịch tỉnh không lẽ không có căn nhà lớn để biểu tượng cho uy quyền và sự giàu sang của đất nước hay sao trên thực tế dinh thự của ông có thấm gì so với các quan chức khác dù vậy ông cũng vẫn cho công an văn hóa lùng cho bằng được và lôi thằng tác giả về đồn đánh cho một trận gần chết bây giờ nghĩ lại ông thấy nguyên do mình bị quấy nhiễu hóa ra chỉ vì căn nhà có quá nhiều nước làm cho mạng hỏa của ông mất dần vượng khí Càng nghĩ ông càng thấy tức thầy Lâm Quan và giận lây luôn cả Hoàng Nga vì đã tiến cử lầm người. Ông lấy điện thoại gọi cho thầy Lâm Quan, nhưng thầy chỉ để máy nhắn tin. Ông lại kêu cho Hoàng Nga, đầu dây bên kia vừa có tiếng alo, ông sẵn giọng nói ngay. Cô Hoàng Nga hả? Cô đang ở đâu đấy? Tôi là nhất đây. Vẫn cái giọng vồn vã thường lệ Hoàng Nga đáp. Ô, ông chủ tịch, bất ngờ quá, tôi đang ở Hải Phòng. Chủ tịch nhất nóng nảy hỏi, thầy lâm quan của cô đi đâu mà tôi gọi mãi không được, nhắn tin cũng không thèm giả nhời, cô có liên hệ được với ông ấy thì bảo ông ấy gọi ngay cho tôi. Rồi ông bực mình đột ngột cúp máy khiến Hoàng Nga ngạc nhiên về thái độ trịch thượng của ông. Đứng dọn dẹp trong bếp nhìn qua cửa sổ, bà nhất ngạc nhiên thấy ô tô của chồng vẫn còn đậu ngoài sân, bà lau tay đi nhanh ra cửa và hỏi Ủa sao ông chưa đi làm, định nghỉ luôn chiều nay à? Nhưng chủ tịch không còn ngồi ở ghế bố, ông đang buồn giàu đứng quan sát mảnh vườn phong thủy bên hông nhà. Cả một công trình tuyệt mỹ mà nay mai lại sắp phải đập đi vì quá nhiều nước. Thấy trên bàn có lá thư bà Nhất tò mò cầm ngay lên và lầm bẩm tự hỏi đứa nào viết thư cho chồng bà đây. Rồi bà ngồi xuống ghế, đọc một hơi từ đầu đến cuối. Bà lại cầm luôn cả cái phong bì nhìn tên người gửi viết trên góc. Vừa lúc ấy chủ tịch nhất từ khu vườn bên hông nhà trở lại Bà dơ lá thư lên và hăm hở nói ngay Ông này tôi chả biết gì về phong thủy Nhưng mà cái ông thầy này nói thật là giỏi Chủ tịch nhất gật đầu lững thững đi lại ngồi xuống bên vợ Ông chưa kịp nói gì thì bà lại chỉ chiết thêm Đấy tôi đã nói rồi là ông phải cẩn thận Đừng có bạ đứa nào là rước về nhà ngay đứa đó rồi gọi nó là thầy Ông thấy chưa cái lão lâm quan vừa rồi giúp ông mấy tháng trời Ông nuôi trong nhà từ ngày này sang ngày khác Biết đâu lão trả là thành phần xấu Muốn hại ông Rồi dùng phong thủy để hại ông từ từ Rõ đúng là nuôi ông tại áo à Chủ tịch nhất im lặng không cãi Vì rõ ràng là ông đã tin lầm người Ông quay sang gọi người tài xế Từ nãy đến giờ vẫn kiên nhẫn ngồi hút thuốc Ở đầu nhà Hiếu Cái người viết thư cho tao có còn ngoài cổng không Hiếu chạy lại gần và đáp Còn chứ anh em bắt lão phải đứng chờ lệnh anh mà chủ tịch nhất nói nhanh mày ra dắt lão vào đây gặp tao hữu hơi giật mình tròn mắt nhìn chủ tịch nhất xưa nay chưa bao giờ chủ tịch nhất chịu tiếp một người lạ mà lại tiếp tại tư gia nhưng ông nhắc lại ra đem lão vào đây tao cần hỏi lão vài câu bà nhất ngơ ngác hỏi ơ ừ, nhưng mà ai ai ngoài cổng người người đưa thư hay sao hữu đáp thay chủ tịch nhất Chính cái ông này này viết thư cho anh Nhất Rồi chính ông ấy cầm thư lại đây Ông ấy ký tên là Trần Quốc Phong Bà Nhất hiểu ra gật đầu hài lòng À, à, à thôi thôi à, em đưa Em đưa ông ấy vào ngay đây cho chị Chị cũng muốn hỏi ông ấy vài câu Đây này xem chừng ông còn giỏi hơn ông trước nhiều Hiểu không biết người đàn ông ấy viết cái gì trong lá thư, nhưng chắc không phải là những lời xúc phạm đến chủ tịch nhất, bởi giọng chủ tịch nhất nhẹ nhàng lắm mà ngay cả bà nhất cũng có cảm tình hay là đây là một người bà con xa cách đã lâu bây giờ đến nhận họ hàng chăng hữu vội quay nhanh ra cổng và đưa phong vào chủ tịch nhất vẫn nằm trên ghế bố thấy phong mới ngồi thẳng lên và đăm đăm quan sát quả đúng như hữu mô tả chính nhất cũng thấy phong chẳng những hiền lành mà còn có phong độ trí thức huống chi trong thâm sâu ông đã sẵn nể phong vì kiến thức phong thủy rất sâu sắc thể hiện qua lá thư Phong cúi đầu chào và tự giới thiệu. Báo cáo ông chủ tịch, tôi là Trần Quốc Phong. Rồi quay sang bà nhất, phong lịch sự nói: "Xin chào bà, bà đây chắc là bà chủ tịch." Bà nhất mỉm cười gật đầu đáp: "Vâng ạ, chào thầy ạ." Hiếu lại lùi ra xa theo thói quen không được phép tham gia câu chuyện của người lớn, anh trở lại góc sân, ngồi xuống chỗ cũ. Chủ tịch nhất chỉ cái ghế mây bên cạnh, bảo Phong ngồi rồi dịu dàng nói: tôi vừa xem xong lá thư của của thầy bà nhà tôi cũng đã đọc qua thầy xem phong thủy lâu chưa thầy ở đây hay ở đâu mà tôi không biết phong chưa kịp đáp thì chủ tịch nhất quay đầu bảo hữu vào nhà lấy nước cho phong mặc dầu có gió sông vẫn thổi lên đều đặn nhưng nhiệt độ buổi xế trưa đang còn gay gắt phong thoải mái đáp thưa ông chủ tịch thưa bà tôi ở xa tôi 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 ở xa chứ không có ở đây tôi sang đây thăm người nhà Tôi nghiên cứu phong thủy cũng lâu rồi, nhưng thú thật là tôi rất kén khách. Nói um, xin ông chủ tịch và bà bỏ lỗi cho, không phải ai thôi tôi cũng nhận lời. Có thể nói là tôi tìm khách nhiều hơn là khách tìm tôi, chẳng hạn như trường hợp của ông chủ tịch đây, tôi tự nguyện đến xin gặp. Chủ tịch nhất đẩy bao thuốc lá về phía Phong và mỉm cười hãnh diện nói: <laughs> "Tôi tôi cũng đang thắc mắc, tại sao thầy lại viết thư cho tôi?" thầy thầy hút thuốc đi Động cơ nào Tôi hỏi thầy động cơ nào thầy biên thư cho tôi Hiếu từ trong bếp bưng khay trà Mới ra đặt trên bàn Đồng thời thêm một chai nước lạnh Vì thấy trời còn đang nóng Phong nói cảm ơn rồi tỉ mỉ kể Thưa tôi đi qua nhà ông chủ tịch nhiều lần rồi Ngay lần đầu tôi đã biết Ngoại vi thiết kế hoàn toàn theo phong thủy Tôi thích lắm Vì tính mỹ thuật rất cao khác hẳn nhiều căn nhà chỉ chú ý đến mặt phong thủy mà không chú ý đến mỹ thuật, làm cho căn nhà xấu hẳn đi. Bà Nhất cười chen vào. Xấu thì nói làm gì, trông quái gở là đằng khác. Chẳng hạn như tự tự dưng cái nhà lại sơn màu vàng hay lại là màu hồng. Những cái ấy thì là lỗi tại phong thủy chứ đâu có phải là lỗi ở chủ nhà. Có phải thế không hả thầy? Phong nhún nhận đáp. Thưa bà, thưa bà lỗi cả hai ạ. Nhưng riêng nhà ông chủ tịch thì phải nói là tuyệt mỹ cả về mặt mỹ thuật lẫn phong thủy. Chủ tịch nhất gật đầu cười hãnh diện. Cảm ơn thầy. Phong bưng tách nước lên và ân cần tiếp. Nhưng mà mãi đến tuần vừa rồi, tôi mới tình cờ phát hiện ông chủ tịch tuổi giáp thìn mạng hòa. Tôi giật mình vì thấy quanh nhà ông chủ tịch nhiều nước quá. Trái với quy luật của ngũ hành. Tôi suy nghĩ mãi không hiểu ai chỉ trong chủ tịch. Mà, mà nói thật là như thế này, Tôi biết mà không nói thì lòng tôi nó áy náy lắm. Cho nên tôi mới đánh liều viết lá thư mang lại đây, vì sợ để lâu không có lợi cho chủ tịch. Chủ tịch nhất buồn rầu ngắt lời. Tôi hiểu rồi. Cho đến bây giờ tôi cũng chả biết tại sao ông thầy trước giúp tôi lại không nhìn được như thầy. Thầy nói đúng, ngũ hành là nguyên tắc cơ bản mà, sao ông ấy không để ý? Hệ ông ấy cứ, cứ cho rằng hệ phong thủy là phải có nước. Bà nhất chìa bàn tay bảo phong thầy, thầy, thầy uống nước đi thầy. Thầy không quen uống trà thì dùng tạm nước lạnh vậy. Phong uống hớp nước trà rồi tỉ mỉ giải thích. Vâng, thưa ông chủ tịch, thưa bà. Ông hỏi động cơ nào tôi viết thư thì trước hết đây là căn nhà đẹp nhất của thị xã. Có thể nói nhờ căn nhà này mà thị xã đẹp hẳn lên, nhất là khu vực bờ sông, đẹp mà sạch sẽ. Nhưng thiết kế toàn nước quanh nhà như thế này thì chỉ dành cho người mạng mộc mà thôi vì thủy sinh mộc chủ tịch nhất chuyển đề tài hỏi thầy có biết hay là thầy có nghe tiếng thầy lâm quan không phong nhíu mảnh hỏi lại xin xin lỗi chủ tịch thầy gì ạ thầy tu hay là thầy giáo câu trả lời chứng tỏ phong không biết gì về thầy lâm quan chủ tịch nhất vội xua tay thầy lâm quan chuyên về phong thủy ông ấy chỉ cho tôi đấy nhưng mà thôi bỏ qua cái chuyện ấy đi Bà Nhất chen vào nhẹ nhàng trách chồng. Vâng, thầy Lâm Quan này ở đây cả mấy tháng trời, nhà tôi chiều chuộng chả thiếu thứ gì, lại còn giữ độc quyền, không muốn giới thiệu cho người khác vì tưởng ông ấy có tài. Phong nhíu mày hỏi lại, thầy Phong Thủy mà lại không hỏi tuổi hỏi mạng của ông chủ tịch thì lạ quá. Hay hay là ông có hỏi mà rồi nghe nhầm chắc? Chủ tịch nhất thoáng nảy ra ý nghĩ ngờ vực giống như bà vợ lúc nãy đã nói. Biết đâu thằng Lâm Quan này Chả là thành phần phản động Cố ý dùng phong thủy để ám hại mình Bởi vì về lâu về dài Thủy sẽ dập tắt hỏa Như Phong nói Ông buồn giàu bảo Đằng nào cũng lỡ rồi Trong thư thầy bảo tôi là phải giảm Bớt nước chung quanh nhà Mà phải giảm ngay Thú thật với thầy tiền thì tôi không ngại tốn nhưng tôi chỉ ngại có một điều là mình mới làm xong, mới mời bao nhiêu người khách đến để mừng nhà mới. Bây giờ phá hết để dòng cây, người ta cười chết. Bà vợ lại nhăn mặt chen vào. Ông bảo tiền thì không ngại à? Ngại như sao không ngại? Bỏ ra cả đống tiền, bây giờ lại thuê đến người chẳng cho phá nữa. Có khác nào là cầm tiền bỏ vào lửa châm cho đốt cháy đi. Phong đặt cốc nước nghiêm trang nói. Thưa bà, cũng chả cần phải phá hết. Tôi có cách giúp ông bà chủ tịch nhất thở phào ngả người ra thành ghế ông rút điếu thuốc gắn lên môi khoan khoái châm lửa rồi nhắc lại những lời mà ông đã nói với thầy lâm quan trước đây vâng thầy gắng giúp tôi làm lại có phải tốn phí một tí thầy cũng đừng ngại miễn là phải được việc tôi không để thầy thiệt thòi đâu cần bao nhiêu công nhân thầy cứ bảo phong biết chủ tịch nhất đã hoàn toàn tin tưởng ở mình nên anh đề nghị xin phép ông chủ tịch mình đi tham quan một vòng được không ạ? À? Chủ tịch Nhất gật đầu, Toan đứng dậy thì Phong lại đổi ý, anh ngồi thẳng lên, cúi xuống bàn, cầm mấy cái ly để mô tả cho dễ. Ông Nhất cũng ngồi quay lại chăm chú theo dõi mọi động tác của Phong. Phong nói, hay thôi, giờ còn nóng quá, ngồi đây cho mát. À, tôi định thế này ạ, à. chỉ có cái ao sen ở hông bên trái là ông chủ tịch sẽ phải bỏ, nhưng cũng chẳng phải đổ đầy đất lấp ao tốn thì giờ lắm Ông cho người đóng một tấm ván lớn Dày một tí Giống như là cái, cái nắp hầm ấy. Mình đậy cái ao lại Rồi mình đổ cái lớp đất lên trên rồng cỏ Thế là xong Chủ tịch nhất hiểu ra nét mặt dạng dỡ gật đầu nói Thế mà tôi không nghĩ ra đấy Phong tự tin tiếp Rồi tôi sẽ cho rồng một hàng cây xanh Làm hàng rào ngăn giữa cái ao cũ Với tường nhà Coi như chặn hết sức phá của thủy giống như ngăn nước không cho vào nhà chủ tịch nhất càng nghe càng thấy cái tài bén nhạy của phong bà nhất cũng gật gù tán thưởng phong lại tiếp còn phía um, hông nhà bên kia đó thì cái đó thì là một cái 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 công viên nhỏ là cái chỗ đẹp nhất trong sân nhà ông chủ tịch đó thì tôi đề nghị không thay đổi gì cả bà nhất ngạc nhiên ngắt lời thì thế thì cứ để nguyên được hả thầy ôi thế thì tôi mừng lắm ạ à. thu thật với thầy tôi thì cũng chả biết gì về phong thủy nhưng mà cái mảnh sân đấy đấy thì ai xem người ta cũng khen hết nếu mà phá đi thì tiếc lắm ạ. phong quay nhìn bà đáp vâng thưa bà cứ để nguyên vì mảnh sân ấy chính tôi cũng thích nhất ở nhà ông chủ tịch phá đi rất uổng mình chỉ cần khóa hết các vòi nước lại thế là xong khi nào cần năm thì mười họa mùa hè chẳng hạn khi nhà ông có khách ông chủ tịch muốn mở nước ban đêm cho đẹp thì cứ việc mở một hai tiếng đồng hồ rồi thế tôi sẽ rồng thêm một vài cây để lấy thêm bóng mát và để cho hợp với mạng hỏa của ông chủ tịch những lời của phong rất hợp ý chủ tịch nhất quả thực khu vườn ấy ông say mê quá nếu đập ra hết thì quá đau lòng phong ngừng lại một chút rồi kết luận dòng suối trước nhà cũng không cần phải lấp chỉ ngăn dòng nước đừng cho chảy vào mà thôi Cây cầu Nhật Bản cứ để đấy vì trang trí kiểu ấy rất đẹp cho tiền sảnh. Tôi sẽ đi tham quan một vòng Rồi tôi xem chỗ nào cần rồng thêm cây và rồng cây loại gì. Tôi sẽ báo cáo với ông chủ tịch. Chủ tịch nhất tươi cười hớn hở vì kinh nghiệm và óc sáng tạo của Phong đã giải quyết rất nhanh. Một công trình đáng lẽ phải phá tan rồi khởi công lại từ đầu. Ông nhìn bà vợ rồi lại nhìn Phong dịu dàng lặp lại. Cảm ơn thầy. Thầy định bao giờ thì mình khởi động. Phải công nhận là thầy có nhiều sáng kiến rất hay. Thầy giúp tôi, tôi không để thầy thiệt toi Nhân câu nói của chủ tịch nhất, Phong hạ giọng hỏi. Thầy lâm quan trước đây giúp ông chủ tịch, ông chủ tịch trả công bao nhiêu? Chủ tịch nhất thở dài, chớp mắt kể lệ. Ôi, tôi thì tôi giao toàn quyền cho ông ấy chỉ đạo. Bảo gì tôi cũng nghe, đòi mua gì tôi cũng nhất trí. Thành ra tốn lắm. Nhưng mà lúc ấy tôi chỉ mong được việc cho mình nên chả để ý đến chi phí, có biết đâu ông ấy ôm của tôi cả đống tiền mà lại làm hỏng việc, may mà có thầy đến. Bà Nhất cũng phụ theo với chồng. Vâng, à, với lại lúc ấy thì quả thật vợ chồng tôi cũng có hối thúc ông vì không muốn kéo dài sang tháng mưa, thành ra ông ấy cần cái gì là nhà tôi nhất trí ngay, cần bao nhiêu công nhân là nhà tôi bố trí đầy đủ, nhà tôi trả bao nhiêu tiền tôi không biết. Riêng tôi ạ, cứ mỗi lần mà ông ấy chào ra về, tôi lại còn rúi vào cho ông ấy thêm 2 triệu để ông đổ xăng nữa. Phong phân vân một chút rồi quay sang nhìn cả hai vợ chồng và run run nói. Tôi sẽ giúp ông chủ tịch từ nay cho đến ngày hoàn tất, giúp hết khả năng của tôi, làm đúng ý ông chủ tịch và có lợi trong chủ tịch. Nhưng tôi không tính tiền công. Bà Nhất giật mình cắt ngang. Ê, ấy ấy Thầy không tính thì chúng tôi cũng phải trả Ai nỡ để thầy thiệt thòi Nhà tôi đối với ai thì cũng rộng rãi lắm Xin thầy đừng có ngại Phong xúc động phân trần Thưa bà tôi không tính tiền Nhưng tôi xin ông chủ tịch một ân huệ Thú thật Đó cũng là động cơ chính Thúc đẩy tôi đánh liều Đem lá thư này đến gặp ông chủ tịch Bà nhất giật mình Quay nhìn Phong hỏi lại À, à, ân huệ gì à, thầy cần cái gì thầy cứ nói nhà tôi giúp được là giúp thầy ngay chủ tịch nhất vội vàng ngăn lời vợ không phải chuyện gì tôi cũng giúp được đâu thầy đừng có đặt hy vọng nhiều cái gì cũng phải có nguyên tắc nhưng thầy cần gì thầy nói đi phong ngồi thẳng người hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đồi chậm rãi kể thưa ông chủ tịch thưa bà tôi ở dưới huyện vạn xuân Bố tôi là bộ đội phục viên nhưng đã mất cách đây 15 năm. Các em tôi đều đã có gia đình và ở riêng, nhà chỉ còn có mình tôi ở với mẹ tôi, nay cụ đã trên 65. Bà nhất tò mò ngắt lời, "Ơ ờ, thế thầy chưa chưa lập gia đình bao giờ à?" Phong nhìn bà gật đầu, "Dạ thưa vâng, tôi vẫn sống độc thân bên cạnh mẹ tôi. Nhà tôi ở sát cạnh trụ sở công an xã An Lạc." Cách đây 4 tháng, căn hộ của mẹ tôi nhận được lệnh giải tỏa vì công an xã có nhu cầu nới rộng trụ sở, buộc mẹ con tôi phải dọn đi chỗ khác. Khi công an đến đuổi mẹ con tôi thì bà cụ vì thương căn hộ đã sống bao nhiêu năm nên cũng có rằng co và mẹ tôi cũng có hơi nặng lời với công an. Hai bên cãi nhau rồi mẹ tôi bị cái anh ấy đánh đau quá, chảy chuỗi hết cả mặt. Sau đó bà cụ bị bắt nhốt, đến nay đã gần hai tháng thưa, thưa ông chủ tịch thưa bà mẹ tôi bị bệnh đau dạ dày đã lâu đau kinh niên ăn uống rất khó khăn mà bây giờ nằm trong tù lo nghĩ quá tôi sợ nếu có mệnh hệ nào thì cả đời tôi tôi sẽ áy náy lắm bà nhất nghe câu chuyện mủi lòng nghĩ đến mẹ mình đã mất bà không biết giải quyết ra sao vì đây là chuyện của chồng bà bà chỉ bấm nhẹ vào cánh tay chồng nhắc ông trả lời phong nhưng chủ tịch nhất vẫn đăm chiêu ngồi yên phong ngừng lại nghẹn ngào đưa tay quệt hai dòng nước mắt rồi khẩn khoản tiếp tôi tôi không biết cậy nhờ ai cũng không biết làm cách nào gặp được ông chủ tịch nên tôi mới đánh liều viết lá thư này hy vọng được ông chủ tịch để mắt đến Nhà bị giải tỏa thì đã đành rồi, là vì nhu cầu mở rộng của đồn công an. Nhưng tôi chỉ xin ông chủ tịch một đặc ân là cho mẹ tôi được về nhà dưỡng bệnh. Chủ tịch nhất suốt buổi chiều hôm nay ngồi đọc thư rồi lại bàn chuyện với Phong, mặc dù công việc tràn ngập ở văn phòng. Đời ông chỉ có chuyện Phong thủy mới lôi kéo được ông kiên nhẫn như vậy. Ông đứng dậy và bảo Phong. Thầy viết tên mẹ thầy ở xã nào huyện nào bị bắt ngày nào ra ở đâu đưa tất cả mọi chi tiết cho tôi rồi thầy liên hệ về nhà bảo người nhà chuẩn bị đón mẹ thầy về tôi điện cho công an tỉnh ngay bây giờ phong bồi hồi đứng dậy theo moi trong túi áo mảnh giấy trao ngay cho chủ tịch nhất và nói thưa tôi có sẵn tất cả mọi